Trong ngăn kéo thứ hai, hắn nhìn thấy một cuốn album gồm những lần tinh thần xuất hiện trước công chúng, được cắt ra, dán lại để sưu tầm. Mục lý thần rất hứng thú, mở ra xem thử. Bức ảnh đầu tiên là ảnh chụp cô cùng lão ra đến dự lễ ký kết thành lập công nghệ tống thị. 17 tuổi, cô giống như một bông hoa, làn da mềm mại thanh tú, nhan sắc tuyệt trần, mục lý thần lướt ngón tay trên tấm ảnh, miệng hơi mỉm cười. Thật xinh đẹp. Sao cô lại thích mục đình kiêu? tại sao không chọn hắn? Dù là địa vị, tài phú hay ngoại hình, hắn đâu kém mục đình kiêu điểm nào. Lúc tinh thần mở cửa bước vào, liền nhìn thấy mục lý thần đang ngồi trên ghế của cô, chăm chú xem album ảnh. Là tôn mẫn giúp cô sưu tầm, biên tập rồi đưa cho cô. Cô không phải là người tự luyến, trước giờ vẫn chưa giờ qua, từ lúc nhận được đã để vào ngăn bản. Nhưng điều đó không có nghĩa là tinh thần cho phép hắn chạm vào đồ của cô. Tinh thần vẻ mặt lạnh lùng đi tới bàn làm việc, gõ gõ bàn, bỏ cuốn album xuống, đi ra đi. Tôi không thích người khác động vào đồ của tôi. Cô không thường xuyên ở văn phòng, cũng không ai dám vào văn phòng của cô mà làm loạn. Mục lý thần ngẩng đầu lên đã nhìn thấy khuôn mặt mộc thanh túc, trắng nõn tinh xảo của tinh thần, làn da cô thật trắng, thật mịn màng. Mục lý thần luôn cảm thấy cô có một cảm giác chán ghét không thể giải thích được đối với hắn. Từ lần đầu tiên đến nay đã nửa năm trôi qua, chưa bao giờ tăng giảm. Mục Lý Thần đặt cuốn album xuống, đứng dậy, đi đến ngồi xuống trên ghế sofa. Tinh Thần ngồi xuống chiếc ghế sofa nhỏ cách xa hắn nhất, mặt không biểu cảm hỏi, anh lại đến gặp tôi làm gì? Không đợi Mục Lý Thần kịp nói, Tinh Thần đã lạnh lùng nói, tôi sẽ không cảm ơn bốn căn phòng ở Vân Long phủ ngày hôm qua đâu, anh đừng có mong nhận được hai chữ cảm ơn từ miệng tôi. Mục Lý Thần nhìn chằm chằm vào Tinh Thần với đôi mắt sâu thẳm tôi đến đây không phải để nghe cô nói lời cảm ơn tôi là cam tâm tình nguyện mua bốn căn nhà đó vậy hôm nay anh đến gặp tôi có chuyện gì ngay cả khi anh đàm đã nói hắn đến đây để nói cho cô biết bối cảnh của hình kình uyên khi đối mặt với hắn tinh thần không thể kìm nổi oán hận cả một đời trước với hắn dù kiếp này cô đã có mục đình kiêu tình cảm của hai người không tệ nhưng cô vẫn không thể xóa nổi một hận này thấy tinh thần bắt đầu mất kiên nhẫn với mình Mục Lý Thần lấy chiếc phong bì gấp lại từ trong túi ra. Tôi nghĩ có thể cô sẽ quan tâm nên đưa đến cho cô. Hắn đặt nó lên bàn cà phê rồi đẩy nó về phía Tinh Thần. Tinh Thần lạnh lùng nhìn hắn, cầm phong bì lên rồi mở ra. Bên trong có hơn chục bức ảnh, đều là ảnh riêng tư của Hình Kình Uyên, Tinh Thần nhanh chóng lướt qua các bức ảnh. Hình Kình Uyên không lớn lên ở Trung Quốc, hắn ra nước ngoài học trung học, học xong đại học mới trở về có chút mâu thuẫn với thông tin của cận phó ngôn. Có vài trang tài liệu, tinh thần đang lật qua xem. Sản nghiệp của hình gia vài thập niên trước quả thực có thể ngang hàng với mục gia, tuy nhiên, do người đông, nội đấu gây ra hao tổn quá hơn, nên dần trở nên neo người, bị mục gia thâu tóm. Thời điểm đó, phần lớn sản nghiệp cả hình gia bị mục gia thâu tóm, hình kinh uyên sống sót qua đợt nội chiến, đứng lên gom nhặt lại những sản nghiệp còn sót lại, tự mình xây dựng lại cơ đồ. Nhưng muốn khôi phục lại hình da như trước đây là rất khó. Người này lá gan rất lớn, tham gia vào mấy ngành làm việc không quang minh chính đại, kiếm tiền rất nhanh. Cận phó Ngôn dựa vào tên tuổi của mình mà kiếm tiền. Còn Hình Kình Uyên là dùng con đường tà đạo. Rất nhiều khoản tiền của hắn không rõ nguồn gốc, có thể là buôn lậu, buôn hàng cấm, xong bạc ngầm, muội giam. Tất nhiên, hắn cũng có một số sản nghiệp công khai, ví dụ như ngoại thương, xuất nhập khẩu hắn là đại lý của mấy thương hiệu xe cao cấp nước ngoài ở nước Z, có hàng nghìn cửa hàng phân phối. Cận phó ngôn mở trung tâm mua sắm, cửa hàng xin lời nhiều nhất trong trung tâm mua sắm chắc chắn là của hình kình uyên. Vì vậy, dù hai người có ngang hàng trong làng giải trí, là kẻ thù không đội trời chung, dù họ có không ưa nhau thì vẫn không thể tiêu diệt nhau ngay lập tức. Bởi vì hoạt động kinh doanh của họ trồng chéo lên nhau rất nhiều, không chỉ trong ngành giải trí mà còn ở các kênh phân phối, cửa hàng, kinh doanh. Nhiều sản nghiệp của hắn không được phép lộ ra ánh sáng, nên phải mượn sức những ông lớn chính trị, phải xây dựng mạng lưới quan hệ khổng lồ, cho nên mới có thứ như Hoàng Đình Dạ Diên. Tinh Thần buông tư liệu xuống. Phải nói người này rất táo bạo, cực kỳ điên rồ, coi pháp luật chẳng ra gì, không có điểm dừng. Hoàng Đình Dạ Diên có thể không phải là nơi duy nhất, hắn còn có thể có những chỗ khác. Hắn nhắm vào cô, ngoài việc để trả thù, rất có thể còn là do Tinh Thần đã biết bí mật của hắn nên hắn muốn giết người diệt khẩu cũng không phải hắn chưa từng thử giết cô kiều thâm vẫn đang nằm trong bệnh viện chính là minh chứng rõ ràng nhất bảo sao người đàn ông này chưa bao giờ xuất hiện trước công chúng còn có tin đồn chỉ cần là người từng thấy mặt hắn sẽ không thể sống sót hóa ra là hay làm mấy chuyện không sạch sẽ không thể sánh với mục đình kiêu của cô mục lý thần nhìn thấy tinh thần khuôn mặt u ám rồi lập tức trở lại trạng thái ban đầu ánh mắt kiên định đặt tư liệu xuống cũng hiểu cô đang nghĩ gì. Không hề có chút sợ hãi nào. Một người phụ nữ bình thường nếu biết loại người ngoan độc này nhắm đến mình, sợ là sẽ sợ đến phát khóc. Mà trong mắt tống tinh thần lại lóe lên ánh sáng nóng lòng muốn thử sức. Cô thực sự không sợ hãi, lại còn rất hưng phấn. Mục lý thần hắn tuy là người máu lạnh, nhưng vẫn sẽ tuân theo quy luật thị trường. Hình kinh uyên thì khác, hắn không quan tâm đến quy tắc hay đạo đức gì cả. Tinh thần, với năng lực hiện tại của cô, cô không thể đối phó được với hắn nếu có thể hãy để việc đó cho đình kiêu hoặc tôi tôi nghĩ dựa vào mức độ nguy hiểm của hình kình uyên đình kiêu sẽ không để cô nhúng tay tinh thần mỉm cười cho những bức ảnh và thông tin vào phong bì rồi trả lại cho mục lý thần cảm ơn anh đã cung cấp thông tin cho tôi nhân tình này tôi sẽ trả lại anh cô không muốn nợ mục lý thần bất kỳ ân huệ nào muốn thanh toán tất cả với hắn mục lý thần cầm lấy tư liệu trong tay lấy ra một chiếc bật lửa rồi đốt vào chiếc gạt tàn trên bàn cà phê. Tôi không cần cô báo đáp bất cứ ân huệ nào. Tôi chỉ hy vọng cô có thể hiểu được, Hình Kinh Uyên là một người cực kỳ xấu xa. Đừng động vào anh ta, tôi và Đình Kiêu sẽ xử lý chuyện này. Hắn nhắm vào cô, là nhà họ Mục chúng tôi đã liên lụy đến cô. Rất nhiều người biết về cuộc đấu tranh giữa nhà họ Mục và nhà họ Hình năm đó, nhưng phần lớn người đã giả, đã chít, phần còn lại đã di dân ra nước ngoài, những người biết chuyện không còn nhiều nữa, tôi không muốn liên lụy đến cô. Tinh thần biết sự thật không phải như vậy, mà là tinh thần đã động vào sân sau của hình Kình Uyên. Nếu không, tại sao mấy năm nay hắn không đối phó với Mục gia, đến hiện tại cũng không nhắm vào Mục gì? Hắn cũng biết, đấu với Mục gia, hắn không có phần thắng, nên mới chuyển qua bóp quả hồng mềm là cô. Nghĩ cô dễ bắt nạt sao? Hải, Ngây thơ, nếu cô dễ bắt nạt như vậy Mục Lý Thần đã không phải cảnh giác với cô như vậy. Anh có thể ra ngoài rồi, tôi không muốn Đình Kiêu hiểu lầm. Hơn nữa, miếu nhỏ của tôi không thích hợp đón một vị Phật lớn như anh. Mục Lý Thần đứng dậy, đút hai tay vào túi quần, lại nhìn xung quanh. Phong cách của văn phòng thực sự đơn giản, không có đồ trang trí gì cả. So với văn phòng hiện đại, mát mẻ và sáng sủa của hắn, thật sự là một trời một vực. Nhưng hắn lại rất thoải mái hắn bước đến bàn làm việc của cô, cầm cuốn album ảnh lên, nói với tinh thần, tôi không cần cô báo đáp đáp gì cả, chỉ cần cô cho tôi cuốn album này là được. Tinh thần cau mày, đó là cuốn album ảnh do Tôn Mẫn cắt ra, cô không muốn đưa cho hắn. Một yêu cầu nhỏ như thế này cũng không được sao. Tinh thần gật đầu, được, anh có thể lấy, nhưng không được để người thứ hai nhìn thấy. Trong bản năng, cô không muốn để Mục Đình Kiêu biết. Nếu không, vị vua ghen kia sẽ lại đổ bình giấm mất thôi. Tinh thần đưa hắn ra khỏi cửa, anh đàm đưa hắn ra từ cửa sau. Nhìn thấy xe của mục lý thần lái ra khỏi ngã tư công nghệ tinh thần, tinh thần đứng ở hành lang tầng 5 quan sát. Xung quanh không thấy đoàn xe của mục đình kiêu, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng bên ngoài bức tường lối vào công ty, cô lại nghe thấy tiếng xe thể thao của cảnh thần hành. Trời lạnh thế này mà tiểu tử kia lại mở mui xe, nói chuyện với ai đó ở góc tường, không vào tòa nhà. Tinh thần di chuyển từ hành lang ra ban công mới nhìn thấy, người đang nói chuyện với cảnh thần hành là an ninh. Lục an ninh đến đây sao? Tinh thần lập tức chạy đến thang máy, đi thẳng xuống tầng, đến đại sảnh thì gặp Kiều Diệp. Kiều Diệp chào cô, tống tổng, cô đi đâu vậy? Tinh thần phớt lờ hắn, hắn liền theo cô ra ngoài. Người này vẫn luôn mặc quần áo mỏng manh, vừa bước ra khỏi công ty, gặp phải gió lạnh, không khỏi dùng mình, nhưng vẫn tò mò đi theo tinh thần bước ra khỏi cửa liền nghe thấy cảnh thần hành và an ninh nói chuyện cậu cũng biết tinh thần là người thế nào cậu ấy sẽ không giận cậu đâu tôi không biết giữa cậu và khải thịnh xảy ra chuyện gì nhưng tống tinh thần thật sự nghĩ cho cảm nhận của cậu an ninh dựa vào góc tường không nói gì cúi đầu nhìn xuống đất thời gian này cô thường xuyên phải đi đi về về giữa bệnh viện và nhà nên gầy đi một chút bản thân cô ấy cũng bị bệnh đang phải uống thuốc đào thải, còn muốn chăm sóc ai chứ? Cảnh thân hành tức giận nghĩ. Khải thịnh có gì tốt chứ? Một kẻ thối nát như hắn đáng giá được an ninh đối xử như vậy sao? May là an ninh không phải là người không có đầu óc. Ngày hôm qua Khải Thịnh thuyết phục an ninh không đến đồn cảnh sát để lấy lời khai đã tốn không ít tâm tư. Vì vậy, giữa an ninh và Khải Thịnh đã xuất hiện một số dạn nứt. Hôm qua, sau khi an ninh nghe điện thoại trở về nhà, Cô đã nghe thấy cuộc nói chuyện điện thoại giữa Khải Thịnh và Hình Tổng. Bọn họ nói phải đối phó tinh thần, Khải Thịnh phải giữ cô lại bằng bất cứ giá nào, không được để cô đến cục cảnh sát lấy khẩu cung. Lòng An Ninh chợt lạnh, không thèm vào phòng chào Khải Thịnh nữa, lập tức bắt xe trở về. Nhưng cô cũng không dám đi ra từ phía trước, ở đó có người của Khải Thịnh đang canh cửa thang máy. Cô chật vật đi xuống từ tầng 20 bằng cầu thang bộ. Đang là mùa đông, khi cô đi đến những bậc thang cuối cùng, cô kiệt sức đến mức suýt ngã xuống. Sau đó, cô nhận được điện thoại của cảnh thần hành. Cô nói với cảnh thần hành rằng cô muốn từ bệnh viện đến đồn cảnh sát, nhưng gặp phải chút phiền toái. Cảnh thần hành nhanh chóng từ địa điểm tổ chức tới chỗ cô, đưa cô ra từ cửa sau của nhà kho bệnh viện. Kỳ thật, cô tức giận tinh thần vì đã làm tổn thương Khải Thịnh. Cô có tình cảm với Khải Thịnh, dù người này có nhẫn tâm đến đâu, hắn vẫn là người cứu mạng cô, chính là Bạch Nguyệt Quang trong lòng cô nhưng cô hoàn toàn không ngờ Khải Thịnh tiếp cận cô chỉ để kiềm chế, hãm hoẹ tinh thần để ngăn cản cô làm việc cho tinh thần. Họ tìm mọi cách ly gián mối quan hệ của hai người. Khải Thịnh là người đầu tiên cô thầm mến hồi nhỏ, nhưng tống tinh thần lại là người đầu tiên trong cuộc đời trưởng thành của cô cứu cô, cho cô hơi ấm. Cô ấy không phải là người não tàn sẽ không vì mấy lời đường mật của Khải Thịnh mà làm bất cứ mọi chuyện. Cô vẫn có khả năng phân biệt thị phi. Vì vậy sáng nay cô đến công nghệ tinh thần để tìm tống tinh thần, nhưng lại không còn mặt mũi nào mà gặp cô ấy. Cảnh thần hành biết suy nghĩ của cô, liền lái xe đưa cô trở lại công ty. Kết quả là khi đến cửa, cô rụt rè. Có lẽ là xấu hổ với tinh thần. Suy cho cùng, tinh thần chưa bao giờ bạc đãi cô. Vào đi, tống tinh thần không nhỏ mọn như vậy, cậu ấy sẽ không giận cậu đâu. Ngày hôm qua cậu đã giúp cậu ấy, cảm ơn cậu còn không kịp ấy chứ. Cảnh Thần Hành cố gắng thuyết phục An Ninh một lúc, nhưng An Ninh vẫn bất động. Tâm lý tự ti mẫn cảm của cô lại trỗi dậy. Cô cúi đầu do dự hồi lâu, không biết phải làm sao để xin lỗi Tinh Thần. Tinh Thần đang đứng ở cửa, có thể nghe rõ ràng tiếng nói của hai người. Cảnh Thần Hành thuyết phục. An Ninh trầm mặc. Trong lòng An Ninh có nút thắt, Tinh Thần cũng không vội. Chờ tâm trạng của cô ấy ổn định, cô ấy sẽ trở lại chỉ là thân thể an ninh yếu đuối, sợ là sẽ không chịu nổi thời tiết giá lạnh. Kiều Diệp đứng sau tinh thần, dùng mình vì lạnh, nhưng vẫn giả vờ mình ổn, thân thiết hỏi tinh thần. Bà chủ, tống tổng, cô ra đây làm gì thế? Rốt cuộc là cô có ra ngoài không? Cô đứng ở cửa làm gì thế? Cô có nhìn thấy anh bảo vệ không? Đứng cạnh cô đến đông cứng rồi kìa, hôm nay trời lạnh quá. Tinh thần ngước mắt lên, cô đi ra nên nhân viên bảo vệ cũng không dám đứng bên trong nữa đang đứng cạnh cửa hắn chỉ mặc một áo khoác mỏng tay đã lạnh đến đỏ lên an ninh ở bên ngoài chắc còn lạnh nữa tinh thần nói với bảo vệ mở cửa đi anh có thể vào nhân viên bảo vệ mở cửa xong vội vã bước vào tinh thần bước ra khỏi cửa nhìn thấy an ninh đang dựa vào tường cúi đầu xấu hổ nhìn cô cảnh thân hành nhún nhún vai ý tứ tôi đã giúp cậu rất nhiều rồi còn lại phải dựa vào cậu nhưng khi hắn quay lại nhìn thấy kiều diệp đi ra sắc mặt lập tức trở nên xấu xa anh đến đây làm gì kiều diệp còn chưa lên tiếng cảnh thân hành đã không thân thiện nói còn nữa việc riêng của ông chủ anh có quyền gì mà đứng ở đây hóng hớt số liệu mật mã phòng nghiên cứu của tôi anh có muốn lấy luôn không kiều diệp không hề tức giận bước ra cười vui vẻ nói hành ca đừng như vậy tư liệu của anh quá cao cấp Tôi xem cũng đâu có hiểu, tôi chỉ hộ tống bà chủ thôi mà. Ơ kìa, quản lý an ninh mạng, sao lại ở ngoài cửa vậy, vào đi. Lạnh thế này, các người mặc đồ dày còn chịu được, tôi mặc thế này không được rồi, nếu bị cảm lạnh, quản lý sảnh cũng không cho tôi nghỉ, bị cắt lương mất. Lục An Ninh ngẩng đầu liếc nhìn Kiều Diệp, ánh mắt hoàn toàn xa lạ. Kiều Diệp hào phóng bước đến gần cô và nói, "Xin chào, tôi là Kiều Diệp, học sinh mới chuyển đến lớp vật lý 805." tôi đang làm lễ tân tại công nghệ tinh thần trong kỳ nghỉ đông an ninh giơ tay định bắt tay hắn nhưng lại bị cảnh thần hành chặn lại thân phận kia của anh có thể tiếp xúc với quản lý cấp cao của công ty sao đi gọi người dọn dẹp văn phòng của an ninh đi kiều diệp thu tay lại cười nói được vậy tôi vào trước đây các cậu cứ đứng đây mà hít gió lạnh thêm đi nói xong hắn chạy vào sau đó cảnh thần hành nhìn tinh thần rồi lại nhìn an ninh Tôi để mấy mô hình robot trong phòng làm việc của An Ninh, đi dọn dẹp cái đã. Nói xong hắn cũng bỏ chạy. Bên ngoài công ty chỉ còn lại Tinh Thần và An Ninh. An Ninh cúi đầu, không nhìn rõ trong mắt cô đang nghĩ gì, nhưng có thể cảm nhận được cô đang xấu hổ trước Tinh Thần, không biết phải đối mặt như thế nào. Tinh Thần đứng ở trước mặt cô, tươi cười nói, kể từ khi chúng ta gặp nhau, tôi đã luôn coi cậu là bạn bè. Cậu không cần cảm thấy nặng nề, cậu cũng biết tôi rất cần cậu mà tôi cũng không thể xóa bỏ tình cảm của cậu dành cho công nghệ tinh thần văn phòng của cậu tôi vẫn giữ nguyên trạng thường xuyên cho người lau dọn ký túc xá của cậu cũng thế cậu có thể không ở đây nhiều nhưng chỉ cần mỗi tháng ở vài ngày cũng cần dọn dẹp mà cậu quay lại tôi rất vui chúng ta hãy quên hết những điều không vui trước đây đi được không an ninh ngẩng đầu trong mắt dưng dưng muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng vẫn nuốt xuống đối mặt với tinh thần cô thực sự không biết mở miệng thế nào tinh thần vẫn luôn nghĩ cho cô ấy nhưng cô ấy lại quá tùy hứng quá thiên vị khải thịnh giữa tinh thần và khải thịnh cô ấy luôn ưu ái khải thịnh tuy nhiên ngay cả khi cô ấy đối xử với tinh thần như vậy tinh thần lấy ân báo oán chưa từng oán hận luôn luôn lo lắng cho cô ấy nên mới không cho phép khải thịnh đến gần cô ấy sao cô lại không biết khải thịnh là người thế nào chứ chỉ là cô vô thức ngăn chặn những thông tin không tốt về hắn nghĩ hắn vẫn là bạch nguyệt quan kia là người cho cô ấm áp tuổi thơ cô chỉ đơn giản là đang trốn tránh khải thịnh hoàn mỹ kia chỉ còn ở trong thế giới tinh thần của cô mà thôi mà khải thịnh trong thế giới thật đã sớm trở nên thối nát chỉ là cô không muốn đối mặt và chấp nhận điều đó còn giận chó đánh mèo mà đổ lên tinh thần nghĩ lại tinh thần thật là vô tội tinh thần giúp cô suy nghĩ cho cô cuối cùng lại bị cô mắng mỏ trách móc nếu là người khác có lẽ đã sớm từ bỏ cô nhưng tinh thần không làm vậy vẫn chỉ luôn nhớ đến điểm tốt của cô nước mắt an ninh càng ngày càng nhiều tiến lên một bước đến gần tinh thần ôm lấy cô cô ái náy nói tinh thần tôi xin lỗi đều là lỗi của tôi tinh thần cảm động ôm lấy cô vỗ lưng cô cậu đang nói cái gì vậy tôi đã trách móc gì đâu tinh thần nói ra lời này an ninh càng cảm thấy áy náy hơn thật xin lỗi Tinh thần. Tinh thần buông cô ra, an ủi, được rồi, đừng khóc nữa, tôi sẽ không giận cậu. Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng công ty thành một gã khổng lồ toàn cầu. An Ninh cúi đầu, hốc mắt ươn ướt, gật đầu. Được, nghe lời cậu hết. Đừng nghĩ đến những chuyện đó nữa, không có ai đúng ai sai cả. Chỉ là bất đồng quan điểm thôi. Ừ, bên ngoài lạnh lắm, cậu về ký túc xá hay lên văn phòng? Lên văn phòng đi. Tinh Thần kéo An Ninh vào cửa công ty, "Được rồi, chúng ta đến tòa nhà văn phòng thôi." An Ninh vừa trở lại văn phòng, đã nhanh chóng bắt tay vào công việc, còn chăm chỉ hơn trước kia. Cô nói là để bù đắp cho thời gian vắng mặt vừa qua, đặc biệt là trong mấy ngày nay, Tinh Thần bị tấn công trên mạng, lại thêm yếu tố mùa vụ, nên doanh số máy bay không người lái đã giảm rất nhiều. "Tinh Thần, An Ninh và bộ phận bán hàng đã tổ chức cuộc họp để tổ chức cuộc thi bay mùa đông với chủ đề bầu trời tuyết, tiền thưởng rất cao." Cuộc thi được đánh giá bằng ảnh chụp phong cảnh từ máy bay không người lái, dựa vào số lượt bình chọn trên trang web. Công ty sẽ lấy một số hình ảnh và video để làm tư liệu tuyên truyền. Họ sẽ từng chút một khôi phục danh tiếng trực tuyến của công nghệ tinh thần. Nếu chỉ dựa vào hoạt động bình thường, sẽ rất lâu mới có thể vãn hồi lại. Dòng Eagle và Wing vẫn rất mạnh và gần như không có đối thủ cùng hạng. Hoạt động này sẽ đưa hình ảnh của công ty đến gần với công chúng hơn. Sau cuộc họp tinh thần và an ninh cùng nhau ăn trưa, mọi rào cản gần như đã biến mất. Buổi chiều, tinh thần và anh đàm đến đồn cảnh sát để cho lời khai về sự việc của Lâm Huyễn. Tinh thần có tâm lý mạnh mẽ nên quá trình lấy khẩu cung diễn ra cực kỳ suôn sẻ. Sau khi ghi lại lời khai, cô trực tiếp rời khỏi cảnh cục, lúc này đã là hơn 4 giờ chiều. Khoảng thời gian này cô quá bận rộn, hiếm khi để ý tới chuyện bên Lâm Trạch. hôm nay nhân tiện cô gọi điện hỏi Mạn Phi. Tình hình bên đó thế nào rồi? Mạn Phi gửi tin nhắn trả lời, tinh thần nhìn thấy, vui mừng đến suýt nhảy dựng lên từ hàng ghế sau. Lâm Gia Thanh quả thực đang mang thai, kết hợp các dữ kiện, có thể THA đứa trẻ là của mục lý thần. Tinh thần nhìn thấy tin nhắn này, không khỏi bật cười. Mục lý thần đã cung cấp cho cô thông tin của hình kình uyên, nhưng liên quan đến món nợ phong lưu của hắn, cô lại có thái độ xem ná nhiệt. Lâm Nhược Tư có biết chuyện này không? Có biết, trong khoảng thời gian này cảm xúc của cô ta vẫn luôn không ổn định cô ta lấy thân phận lâm gia vi mà ở trong nhà này đã coi mình thành công chúa rồi thái độ của lâm thế hiền thế nào cả hai cô con gái đều được đối xử bình đẳng còn tôn thục quân và phương văn huệ thì sao vẫn nội đấu như trước nhưng giờ khốc liệt hơn nhiều lâm thế hiền như có như không ủng hộ tôn thúc quân chèn ép phương văn huệ có vẻ họ đã thực sự giãn nứt nhân tiện lâm nhược tư đã đến lâm thị làm nhân viên bán hàng cấp cơ sở còn lấy về được hai đơn hàng làm lâm thế hiền phải nhìn với cặp mắt khác xưa tinh thần mỉm cười đáp lại chắc cô đã tốn không ít tâm tư tống tiểu thư nói đùa là cô ta thích hư vinh có dục vọng chiến thắng mãnh liệt lâm gia thanh có thể độc chiếm công ty chip nên cô ta ở bộ phận kinh doanh cũng cực kỳ ra sức theo đề nghị của cô cô ta cũng đã bắt đầu thuê gia sư học bổ túc tranh thủ sang năm thi đại học Mỗi ngày sau khi tan làm cô ta lại lao vào học bụ. Lâm Thế Hiển hoàn toàn nhìn thấy với nỗ lực của cô ta, ánh mắt nhìn cô ta đã thay đổi rất nhiều. Tinh thần khen ngợi, làm tốt lắm. Chỉ là cô ta biết Lâm Gia Thanh có thai, tâm tình không tốt, không nghiêm túc học hành, nhiều lần mất tập trung, không làm việc chăm chỉ như trước nữa. Cô ta sợ Lâm Gia Thanh sẽ được gả cho mục lý thần, khoảng cách giữa cô ta và Lâm Gia Thanh sẽ ngày càng rộng hơn. Tâm lý cô ta đã trở nên tiêu cực, chắc là nghĩ mình có cố gắng thế nào cũng vô dụng, chuyển qua ghen tị với Lâm Gia Thành. Tinh thần suy nghĩ một chút, vậy thì. Lâm Gia Thành đã nói với Mục Lý Thần về việc cô ấy mang thai chưa? Chưa. Vậy thì hãy bảo cô ta tìm cách gặp Mục Lý Thần và cung cấp cho cô ta đủ bằng chứng để khiến Mục Lý Thần tin rằng chính cô ta, Lâm Gia Vi trên danh nghĩa, mới là người ngủ với hắn đêm đó. Lúc đó cô ta vẫn ở trong tù, liệu Mục Lý Thần có tin không? Tinh thần mỉm cười, hắn sẽ tin chỉ cần điều tra một chút lâm gia vi quả thực đã có ghi chép rời bệnh viện vào đêm đó tinh thần còn đưa cô ta đến bữa tiệc triển lãm công nghệ cô ta quả thực có lên tầng khách sạn mở cửa bước vào phòng hắn quay video và chụp ảnh thân mật của hai người những thứ này không khó kiểm tra chỉ cần mục lý thần cẩn thận điều tra một chút chắc chắn có thể tìm ra hơn nữa tinh thần đã để an ninh xử lý camera giám sát đêm đó cả quá trình Lâm Gia Thanh không hề có mặt ở khách sạn. Vì vậy, nhất định phải làm cho Mục Lý Thần tin rằng người đi cùng hắn là Lâm Gia Vi. Được rồi, việc này e rằng không dễ, nhưng cô ta chắc là sẽ làm được. Cô ta quả thực si mê Mục Lý Thần. Khóe môi tinh thần mỉm cười thật sâu, trong mắt tràn đầy tính toán. Hãy để cô ta tiên hạ thủ vi cường, khiến Mục Lý Thần tiếp nhận sự thật này. Cho dù Lâm Gia Thanh có nói cô ta cũng thai, còn cam đoan là cốt nhục của hắn, cô nghĩ là hắn sẽ nghĩ thế nào mục lý thần không phải là một người đàn ông bình thường một người đàn ông kiêu ngạo như hắn biết mình bị gài bẫy sẽ rất tức giận hơn nữa người phụ trách công ty chip mà nói là có thai với hắn hắn sẽ nhận sao với tính khí nóng nảy của hắn hắn sẽ bắt cô ta rời khỏi công ty chip từ bỏ mọi quyền lợi đưa cô ta đến nơi chó ăn đá gà ăn sỏi mà tự sinh tự diệt dám tính kế trên đầu hắn hắn sẽ cho cô ta biết thế nào là tàn nhẫn cũng như kiếp trước hắn đưa cô đến Hoàng Đình Dạ Diên, là biết hắn tàn nhẫn đến mức độ nào. Cô giúp hắn công thành đoạt đất, bao nhiêu công lao, thế mà cuối cùng cũng đi đến kết cục đấy, huống chi là Lâm Gia Thành. Chỉ là một công ty chip dựa vào công nghệ mục thị để tồn tại, hắn muốn thay người lúc nào cũng được. Mạn Phi trầm mặc mấy giây mới nói, Tống Tiểu Thư, cô thật là tàn nhẫn, dám gài bẫy Mục Lý Thần. Lần này, Mục Lý Thần sẽ bị cô chơi đến chít mất thôi. He <laughs> he. Đây chỉ là món khai vị thôi, đừng vội, tôi sẽ chậm rãi chơi. Vậy chỉ cần Lâm Nhược Tư chịu đựng được cơn tức giận đầu tiên của Mục Lý Thần, phần còn lại sẽ ổn thôi. Nhưng tôi không nghĩ có nhiều phụ nữ có thể chịu được cơn tức giận của anh ta. Dù sao thì cơn tức giận bị đè giường cũng không phải là chuyện nhỏ. Kỳ thật giải quyết chuyện này rất dễ dàng, để Lâm Nhược Tư nói cho Lâm Thế Hiền biết cô ta từng ngủ cùng Mục Lý Thần là được. Chắc chắn Lâm Thế Hiền sẽ rất vui vẻ lâm gia muốn tiến vào mục gia không phải mới ngày một ngày hai nhất là chuyện kết hôn cùng mục lý thần chuyện này rất nhiều người biết cơ hội tốt như vậy chắc chắn ông ta sẽ phải nắm chắc ông ta sẽ không để lâm nhược tư bị mục lý thần từ chối hoặc bị đưa ra nước ngoài tinh thần cười nói chuyện này hãy để lâm nhược tư làm cho cả lâm gia đều biết đi nhưng xem mối quan hệ của lâm gia thanh và phương văn huệ trước tiên để lâm thế hiền gặp mặt ba mẹ của mục lý thần đã nếu cô tính không sai Năm nay Mục Lý Thần đã 27 tuổi, chưa hề có tin đồn nam nữ, hiếm khi nhìn thấy nữ nhân bên cạnh, trợ lý, thư ký đều là đàn ông. Trong mục gia, chú hai Mục Huyên và con trai Mục Lý Thần là nhánh có tài phú khổng lồ, bất động sản trải dài trên khắp thế giới. Mục Huyên không muốn Mục Lý Thần kết hôn sớm. Không thể nào. Người của Mục gia, bao gồm cả Mục lão, đều mong muốn Mục Lý Thần sớm kết hôn, sinh con, mà thiên kim tiểu thư Lâm gia, Lâm Gia Vi là một lựa chọn không tồi. Mặc dù cô ta có tiền án, nhưng với xuất thân kia, hoàn toàn xứng đôi với mục lý thần, hơn nữa, bọn họ còn có. Nếu mục lão biết, chắc cũng sẽ ủng hộ. Trong chuyện này, cách tốt nhất để mục lý thần không thể từ chối là phải để Lâm Nhược Tư nói với Lâm Thế Hiền, để ông ta nói với mục huyên là hai người kia đã ngủ với nhau. Sau đó, tốt nhất là mục huyên sẽ nói, chuyện con gái của Lâm ra, mục ra sẽ chịu trách nhiệm. Hai nhà đều cần thể diện, đừng nháo đến khó coi. Nếu mục lão biết chuyện thì càng tốt. Hai ngày nữa là sinh nhật mục lão, nếu tuồn được tin ra thì thật hợp thời điểm. Đến lúc đó, mục lý thần dù có chán ghét hay tức giận đến đâu cũng không có tác dụng gì. Hắn dám bộc phát trong sinh nhật của mục lão sao? Hắn dám phản đối cuộc hôn nhân làm ăn giữa nhà họ lâm và nhà họ mục sao? Cho dù hắn dám, mục huyên và mục lão chắc chắn vẫn sẽ cưỡng ép hắn kết hôn. Lâm Thế Hiển hoàn thành được tâm nguyện trèo lên cây đại thụ mục gia, mượn sức con rể, sao có thể bỏ qua cơ hội này. Cho dù Lâm Gia Thanh muốn cưới mục lý thần, cô ta dám nhân lúc mục lý thần say mà thượng hắn, cũng chờ bị hắn chơi đi. Muốn cưới mục lý thần, nằm mơ đi. Kiếp trước cô ta dám tiếp cận cô, thay thế cô, áp chế cô. Dùng các loại thủ đoạn, mưu kế, thay nhau ra trận, kiếp này, tinh thần cũng muốn cho cô ta nếm trải cảm giác cầu mà không được để cô ta trơ mắt nhìn thế thân của cô ta gả cho mục lý thần mà mình tâm tâm niệm niệm, cô ta sẽ có cảm nhận thế nào? Ha ha ha, thật là thú vị. Nghĩ tới đây, tinh thần không khỏi mỉm cười, vô cùng thoải mái, nụ cười vô cùng xinh đẹp. Mạn Phi nghe đến đây, không khỏi cảm thấy thật là ngoan độc. Tâm kế của Tống Tiểu Thư khiến đàn ông cũng phải xấu hổ. May là cô không phải là đối thủ của Tống Tiểu Thư, nếu không cô sẽ không biết mình sẽ bị chơi chít như thế nào. Mạn Phi trả lời: "Vâng, Tống tiểu thư, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ bảo Lâm Nhược Tư làm việc đó càng sớm càng tốt." "Được, để cô ta ổn định tâm lý đi. Cô ta bây giờ là Lâm Gia Vi, ngoại trừ chuyện trước kia với tôi, cô ta không có điểm đen nào, muốn làm gì thì cứ làm." "Vâng, tôi sẽ truyền đạt ý tứ của cô." "Về phần Lâm Gia Thanh, hãy cho người để mắt đến cô ta. Trước khi sự việc của Lâm Nhược Tư được giải quyết hoàn toàn, cô ta không được phép nói chuyện với Mục Lý Thần trước." Tôi biết rồi, mỗi ngày đều có mấy người theo dõi cô ta. Cô ta hình như đang cố gắng hết sức để gặp riêng Mục Lý Thần, nhưng hắn quá bận rộn, cô ta vẫn chưa tìm được thời cơ. Vậy cứ làm cho Mục Lý Thần bận rộn thêm đi. Mạn Phi hiểu ý. Nói xong, Mạn Phi lại có chút lo lắng, "Tống tiểu thư, cô nói xem, nếu Mục Lý Thần tiên sinh biết người đứng sau chuyện này là cô, hắn có nhắm vào cô và các công ty của cô không?" Thủ đoạn của hắn rất tàn nhẫn, ngoại trừ thái tử chưa ai dám ngáng chân hắn, mà lần này cô lại còn động tay đến hôn nhân của hắn. Chuyện này tôi không nên quấy rầy cô, nhưng nhỡ tâm lý của Lâm Nhược Tư yếu, để lộ ra gì, tôi sợ sẽ có chuyện. Tống Tinh Thần thẳng người nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ, khóe môi nhếch lên một tia lạnh lùng, Mục Lý Thần nhắm vào tôi. Vậy để hắn nhắm thôi. Cô không sợ. Cô đã bày mưu tính kế lâu như vậy, chính là đang chờ hắn. Hắn không nhắm vào cô, cô ngược lại lại thấy không hề thú vị kế hoạch bách thành, 14 công ty công nghệ mới nổi, hai công ty công nghệ. Tất cả các dự án đều được triển khai nhằm mục đích cạnh tranh với mục lý thần. Mạn Phi ngơ ngác, tống tinh thần lại có lá gan lớn như vậy. Cô chưa bao giờ nhìn thấy một người phụ nữ chỉ mới 18 tuổi mà dám thách thức tổng tài đứng đầu đế đô. Ai đã cho cô niềm tin? Có phải thái tử không? Khó trách thái tử thích tống tinh thần như vậy, hai người đều rất mạnh mẽ, hấp dẫn, bất kể vận mệnh, tầm nhìn, mưu lược đều là ngang hàng họ hấp dẫn lẫn nhau cô thật sự kém xa tống tinh thần vâng tôi hiểu rồi tôi nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nỗ lực vì hôn nhân của mục lý thần tiên sinh tinh thần mỉm cười đến tận mang tai vì cuộc hôn nhân của mục lý thần không tồi câu này thật dễ nghe ừ đi đi cô đi làm việc đi vâng tạm biệt tống tiểu thư cút điện thoại xong mạn phi suy nghĩ một chút lại gọi cho mục đình kiêu mục đình kiêu đang cùng lão ra đi nghe kinh kịch sở vân đưa điện thoại cho hắn hắn liếc nhìn cuộc gọi của mạn phi không muốn nghe máy lão ra nhìn thấy liền nói đi nghe điện thoại đi không phải vì lão già ta mà chậm trễ chính sự tối nay ta đi với mấy lão chiến hữu uống mấy chén con không cần đi cùng đâu lo chuyện của mình đi vâng ông nội con đi nghe điện thoại trước con ngoan đi đi Mục Đình Kiêu tao nhã từ hàng ghế đầu rời khỏi dạp, đi vào phòng riêng, đóng cửa lại, tiếng nhạc kịch bên ngoài trở nên yên tĩnh hơn. Hắn nói với vẻ mặt lạnh lùng, "Có chuyện gì?" Mạn Phi nhắc lại cho Mục Đình Kiêu những lời cô vừa nói với Tống Tinh Thần. Nghe xong, Mục Đình Kiêu thực sự bật cười. Vị hôn thê nhỏ của hắn thật dễ thương. Cô ấy lại nghĩ ra một kế hoạch xấu xa mà đáng yêu như vậy, nhúng tay vào cả hôn sự của Mục Lý Thần. Chuyện này chưa biết có thành hay không, nhưng hắn biết trong tâm trí Tinh Thần không có Mục Lý Thần. Hai ngày sau là đại thọ 75 tuổi của ông nội, chuyện này có lẽ sẽ thành cũng nên. Cuộc hôn nhân của Mục Lý Thần với Lâm Gia là một lựa chọn tốt. Đối tác kết hôn là Lâm Nhược Tư hay Lâm Gia Thanh, Mục Đình Kiêu không quan tâm. Chỉ cần Mục Lý Thần không quanh quẩn cạnh Tống Tinh Thần là được rồi. Sáng nay hắn nhận được tin Mục Lý Thần đã đến công nghệ Tinh Thần, gặp Tinh Thần trong văn phòng mục đình kiêu không biết cụ thể họ nói chuyện gì nhưng hắn không thích có người cứ lượn lờ quanh người phụ nữ của hắn như thế nếu tinh thần đã tính như vậy vậy thì chúng ta phải thúc đẩy chuyện này đừng để tinh thần phải thất vọng vâng thưa thái tử thao tác cụ thể thế nào cô và lăng phong tự bàn chuyện không cần hỏi ý kiến tôi có thời cơ các người tự liên lạc mạng lưới tạo điều kiện thuận lợi cho việc này vâng tôi tự biết cách xử lý Mạn phi nói xong, cút điện thoại, thầm nghĩ tống tinh thần là người lòng dạ hiểm độc mà thái tử nhà họ lại còn đen tối hơn. Lần đầu tiên ngài ấy sử dụng mạng lưới riêng ở đế đô, vậy mà lại là để thúc đẩy chuyện hôn sự của Mục Lý Thần. Thực sự là không biết hình dung chuyện này thế nào. Nhưng tất nhiên trong chuyện này, người thảm nhất là Lâm Gia Thành. Cô ta thiết kế để lên giường của Mục Lý Thần, mang thai, chuyện đã sắp thành rồi, thế mà. Hóa ra lại là đi may váy cưới cho người khác. Nếu biết sự thật chắc chắn cô ta sẽ tức chết mất. Mạn Phi cúp điện thoại, ra ngoài tìm Lâm Nhược Tư. Lâm Nhược Tư làm việc trong bộ phận bán hàng vất vả nhất của Lâm Thị. Đã gần đến giờ tan tầm, phải kêu xe đi đón cô ta rồi. Sau khi Mạn Phi rời khỏi cửa Lâm Trạch, Phương Văn Huệ nhìn chầm chầm vào bóng lưng Mạn Phi, nói với quản gia, tìm người đi theo cô ta. Quản gia cung kính nói, vâng, thưa phu nhân. Anh đã tìm ra thông tin chi tiết về người phụ nữ này chưa? Tôi đã kiểm tra, cô ta xuất thân từ Học viện Quản gia Hoàng gia nước Y, đã nhận được huân chương vàng cao nhất. Phương Văn Huệ nhếch mép cười lạnh. Trước khi Tôn Thục Quân và Lâm Nhược Tư vào Lâm gia là hạng người thế nào, chúng ta đều biết rõ. Họ không thể quen học viên hàng đầu của học viên quản gia hoàng gia được. Người này rõ ràng rất có tiền đồ, sẽ không cứ thế mà về làm việc cho Lâm Nhược Tư. Chắc chắn sau lưng nó có người trợ giúp. Làm thế nào nó có thể vào bệnh viện tâm thần, rồi lại ra ngoài được. Đã điều tra được chưa? Quản gia, sau khi điều tra, cô ta được đưa vào bệnh viện tâm thần vì chúng ta xuống tay với cô ta trong buồng giam quá nặng, sau đó có người đến thăm cô ta, thấy tình trạng tâm thần của cô ta không tốt nên yêu cầu cho cô ta đến gặp bác sĩ tâm lý. Ban đầu, chúng ta đã sắp xếp, dù cô ta có thành dạng gì cũng sẽ không có ai để ý, nhưng bối cảnh của người đến thăm cô ta quá mạnh. Lâm Nhược Tư làm sao có thể quen biết một người có bối cảnh được? Đã tra ra là ai chưa? không tra ra được. Bên đó bảo mật quá nghiêm ngặt. Chúng tôi đã thử mọi cách nhưng không có kết quả. Sau khi gặp bác sĩ tâm lý, cô A quả thực bị trầm cảm nặng, phải ở lại bệnh viên điều trị. Lúc này, Lý Minh can thiệp thêm, nộp tiền bảo lãnh cho cô ta. Phương Văn Huệ quay đầu nhìn quản gia, Lý Minh là ai? Một luật sư nổi tiếng ở đế đô có tỷ lệ thất bại rất thấp, gần như là bất khả chiến bại. Khách hàng của hắn không phú thì quý, phí luật sư cực kỳ cao. Phương Văn Huệ nheo mắt, nhìn về phía xa, nếu vậy, tâm tình của Lâm Nhược Tư đại biến, Tôn Thục Quân ngày càng trở nên âm mưu, là do đằng sau có người chỉ điểm. Quản gia gật đầu, nhìn qua là vậy. Mà đến tận bây giờ, chúng ta vẫn chưa biết cao nhân này là ai. Quản gia cúi đầu, không biết trả lời thế nào. Hắn là bạn tâm giao của Phương Văn Huệ, từ Phương ra theo đến đây. Phương Văn Huệ đã kết hôn với Lâm Thế Hiền được 20 năm, hắn cũng làm quản gia ở đây được 20 năm. Gần đây, mâu thuẫn giữa Phương Văn Huệ và Lâm Thế Hiền ngày càng trở nên nghiêm trọng. Hắn sốt ruột nhưng cũng chỉ có thể thông báo với Phương Gia. Phương Gia ngày càng bất mãn với Lâm Thế Hiền. Giá cổ phiếu của Lâm Thị giảm mạnh, Lâm Thế Hiền lăn lộn trên thương trường bao nhiêu năm nhưng lại không mấy ai sẵn lòng giúp đỡ. Chính Phương Gia đã đầu tư hàng tỷ, chấp nhận chậm trễ mấy dự án của mình để cứu ông ta nhưng ông ta còn chưa khôi phục được nguyên khí đã đưa tiểu tem về nhà, đưa con riêng về mà nuôi dưỡng. Chuyện này hiện đã lan khắp giới thượng lưu đế đô. Phương gia cũng phải gánh chịu không ít tin đồn. Mỗi khi bà lão nhà họ Phương gọi điện cho quản gia hỏi tình trạng quan hệ của họ, quản gia chỉ có thể nói dối. Nhưng nói dối chẳng có tác dụng gì cả. Trong hai tháng qua, Lâm Thế Hiền đã không qua đêm ở phòng của Phương Văn Huệ, chuyện này sớm muộn gì cũng vỡ lở. Phu nhân, trước tiên bà nên nghĩ cách lấy lại trái tim của tiên sinh đi đã. Tiểu tem kia thậm chí còn không được làm bà hai, sao bà phải dồn tinh lực đối phó với họ làm gì? Vừa nhắc đến chuyện này, Phương Văn Huệ không khỏi tức giận. Bà ta đã trả giá vì Lâm ra nhiều như vậy, Lâm Thị có được địa vị ngày hôm nay, ngoại trừ nền tảng vững chắc, sao có thể không nhắc đến công lao của bà? Bà đã hy sinh nhiều như thế, vậy mà không ngờ Lâm Thế Hiền đã dối lừa mình 20 năm trước, còn có con, đứa con chỉ sinh sau Lâm Gia Vi mấy tháng. 20 năm nay, thanh xuân và cố gắng của bà đều cho chó ăn rồi. Làm sao bà có thể chung sống hòa thuận với Lâm Thế Hiền? Tiểu tem và con riêng của chồng ngày ngày ở trước mặt bà diễu võ dương oai, sao bà có thể nhịn được? Bà là một người có lòng tự trọng cao, là đại tiểu thư phương gia danh chấn một thời, giờ lại sa ngã đến mức độ này, còn phải đi dành tình cảm với một tiểu tem. Nếu không có gia vi, bà đã ly hôn từ lâu rồi mọi người đang nhìn chằm chằm vào họ lâm nhược tư vậy mà có thể nhận được hai đơn đặt hàng ngay trong tháng đầu tiên làm việc học hành rõ ràng chẳng đâu vào đâu mà còn muốn xuất đầu tôi không quan tâm đến tôn thục quân nhưng tôi không thể nhìn lâm nhược tư tốt hơn gia thành được vâng thưa phu nhân quản gia cao mày tiến lại gần phương văn huệ một bước nhỏ giọng nói nếu bà thực sự không thích cô ta sao không sắp xếp một vụ tai nạn gì đó thần không biết quỷ không hay loại bỏ cô ta lâm thế hiền đã bắt đầu chú ý đến nó an bảo vệ sĩ cho nó vậy chúng ta làm gì bây giờ sau này hãy chăm sóc và cung cấp thức ăn cho nó như bình thường chỉ là động tay vào thức ăn một chút đừng cho lượng nhiều quá để cho nó ăn một thời gian thì biến ngốc đi vâng tôi sẽ sắp xếp ngay đi xuống đi vâng sau khi quản gia rời đi mí mắt của phương văn huệ không ngừng giật giật trong khoảng thời gian này lâm thế hiền không ngủ trong phòng ngủ chính hại bà mất ngủ. Nhưng để giữ thể diện, bà vẫn phải giữ lịch sinh hoạt như bình thường, khuôn mặt đã tiểu tụy đi nhiều, da cũng xỉn đi không ít, mắt cũng giật giật không kiềm chế được. Bà đặt tay lên mí mắt, tự hỏi là có chuyện gì sắp xảy ra hay chỉ vì bà quá mệt mỏi. Khi Mạn Phi tìm thấy Lâm Nhược Tư, cô ta vẫn chưa muốn về nhà ngay. Về nhà cô ta sẽ gặp Lâm Gia Thanh, tâm trạng lại không tốt. Cho đến khi Mạn Phi nói cho cô ta biết kế hoạch của Tống Tinh Thần, cô ta mới kinh ngạc. Đúng, cô ta có ảnh và video quay cảnh mình và Mục Lý Thần nằm cùng nhau. Nhưng cô ta biết Mục Lý Thần là ai, không thể tự tiện chọc vào, nếu không, hắn sẽ chút giận lên người cô ta. Mạn Phi nói cho cô ta biết kế hoạch hành động. Nếu mọi việc suôn sẻ, chuyện giữa Lâm Nhược Tư và Mục Lý Thần sẽ được công bố vào đại thọ 75 tuổi của Mục Lão sau hai ngày nữa. Nếu thế, cô ta chính là bạn gái được công nhận hoặc là vị hôn thê của Mục Lý Thần. Phải nói rằng Mạn Phi rất hiểu tâm lý của Lâm Nhược Tư. Cô ta thực sự bị cám dỗ. Cho dù có nguy cơ bị mục lý thần bóp chít, cô ta vẫn muốn thử một lần. Cho dù mối quan hệ này có bị cướp đi, cô ta không muốn buông bỏ chứ đừng nói là giao nó cho Lâm Gia Thành. Ngay lập tức, Lâm Nhược Tư liên lạc với Tôn Thục Quân, cùng nhau đợi Lâm Thế Hiền tan sở trong phòng riêng của một nhà hàng cao cấp đối diện Lâm Thị. Khi Lâm Nhược Tư nói với Tôn Thục Quân kế hoạch, Tôn Thục Quân cảm thấy Lâm Nhược Tư hẳn là điên rồi. Thân phận của Lâm Nhược Tư là thế nào? Thân phận của Mục Lý Thần là sao? Người đàn ông đó chính là vị thần tối cao nhất của Đế Đồ. Dám gài bẫy hắn, họ sẽ không được chít tử tế. Khi Mạn Phi thông báo từng bước chi tiết cho Tôn Thục Quân, Tôn Thục Quân đột nhiên nảy ra những ý tưởng điên rồ lớn mật. Nếu Lâm Nhược Tư thực sự có thể trèo lên cây đại thụ là Mục gia, vậy sau này bà ta có thể được thơm lây, phú quý hưởng cả đời không hết. Địa vị của bà đương nhiên sẽ cao hơn Phương Văn Huệ, Lâm Thế Hiền chắc chắn sẽ coi trọng bà hơn. Có khi Lâm Thế Hiền sẽ ly hôn với Phương Văn Huệ, cưới bà cũng không chừng. So với nhà họ Mục, nhà họ Phương chẳng là gì cả. Lúc này, Tôn Thục Quân đồng ý sẽ thuyết phục Lâm Thế Hiền, tạo điều kiện cho chuyện này. Tôn Thục Quân mở điện thoại, lập tức mời Lâm Thế Hiền đến nhà hàng đối diện ăn tối. Lâm Thế Hiền muốn trốn tránh, nhưng nghe Tôn Thục Quân nói có chuyện cần nói về Lâm Nhược Tư và Mục Lý Thần, ông ta không thể ngồi yên được mục lý thần là người mà ông ta vẫn luôn muốn mượn sức thậm chí còn đặt mọi kỳ vọng vào lâm gia thanh lâm gia thanh và mục lý thần có mối quan hệ công việc hẳn là có cơ hội hơn nhưng giữa lâm nhược tư và mục lý thần có thể xảy ra chuyện gì lâm thế hiền vội vàng hoàn thành công việc rồi lao thẳng vào phòng riêng của nhà hàng cao cấp kia sau khi vào cửa ông ta còn chưa kịp ngồi xuống đã chất vấn tôn thục quân em nói hai đứa có ẩn tình là sao Chúng còn chưa gặp mặt, sao có thể có chuyện gì được. Ông vẫn biết Mục Lý Thần bận rộn như thế nào. Lâm Nhược Tư dù có vào Lâm thị cũng mới được làm nhân viên bán hàng cấp thấp nhất, làm gì có cơ hội được gặp Mục Lý Thần. Biết Lâm Thế Hiền không tin, Lâm Nhược Tư bật điện thoại, đưa mấy bức ảnh cho Lâm Thế Hiền xem. "Ba, chuyện này con đã giấu ba lâu rồi, không biết phải mở miệng thế nào. Ngày bế mạc triển lãm khoa học công nghệ, con lẻn ra khỏi bệnh viện để gặp mẹ, sau khi tan tiệc" Con đã gặp mục lý thần tiên sinh. Anh ấy quá chén, nhận nhầm con với người khác. Lâm Nhược Tư cúi đầu, cẩn thận nói: "Con thấy anh ấy say đến mức đi đứng không vững. Trước cửa khách sạn có phóng viên nên bèn đỡ anh ấy lên lầu nghỉ ngơi. Nhưng không ngờ anh ấy lại nghĩ con là kiểu con gái kia, ép con lên giường." Lâm Thế Hiền tức giận nói: "Tại sao lúc đó con không phản kháng?" Anh ấy cao lớn, con chỉ là một người phụ nữ yếu đuối, căn bản không thể chống cự được bất đắc dĩ đành thuận theo. Sau đó thì sao? Con sợ anh ấy tỉnh dậy sẽ không thừa nhận, nên đã chụp ảnh, quay phim rồi bỏ đi trước, cũng không dám nhắc chuyện này với ai. Hôm qua, mẹ nói với con là ba và dì đang cố thúc đẩy chuyện của chị và mục lý thần tiên sinh, con, con, vậy con phải làm sao bây giờ? Trong mắt người ngoài, con là Lâm Gia Vi, mục lý thần khi dễ con rồi, lại ở bên người khác, cho dù thân phận không xứng đáng, con cũng biết tủi thân. Ba, con biết con chuyện gì cũng không giỏi bằng chị, nhưng con vẫn luôn nỗ lực học hỏi và tiến bộ. Con cũng muốn được như chị, 18 tuổi đã được quản lý một công ty lớn. Nhưng suy cho cùng, con không phải là chị, trước đây đã chậm trễ quá nhiều, giờ lớn lên, đứng cạnh chị, con tự thấy xấu hổ. Nhưng ba ơi, con thích Mục Tiên Sinh. Con biết con không xứng với anh ấy, nhưng con thực sự yêu anh ấy. Nếu không, ngày đó con đã không đầu hàng. Lâm Thế Hiền mặt đỏ bừng vì tức giận đôi mắt rực lửa nhìn chằm chằm vào lâm nhược tư ông và phương văn huệ đã lên kế hoạch cho cuộc hôn nhân giữa lâm gia thanh và mục lý thần mấy năm nay bắt đầu từ lúc lâm gia thanh vào trung học các thế gia thường như có như không nói với họ đứa nhỏ lâm gia vi này tôi xem vừa mát quá chúng ta kết thông ra đi chờ lâm gia vi lớn lên gả cho con trai nhà tôi đi con gái ông thật là xinh đẹp tiểu tử nhà tôi thích nó lắm lâm nhược tư mặc dù vào lâm gia cũng là con gái của ông bề ngoài ông nói sẽ đối xử bình đẳng với hai cô con gái của mình. Nhưng khi động đến lợi ích, cán cân của Lâm Thế Hiền luôn nghiêng về Lâm Gia Vi. Cô ta đã làm những chuyện hồ đồ, từng có tiền án, nhưng dù sao cũng là người ông nuôi từ bé, thông minh độc lập, dù là học tập hay nghệ thuật đều hơn hẳn các bạn cùng trang lứa. Cả Lâm Thế Hiền và Phương Văn Huệ đều đặt rất nhiều hy vọng vào cô ta. Sau khi 16 tuổi, cô ta ngày càng duyên dáng yêu kiều, lúc tham dự nhiều bữa tiệc của giới thượng lưu, sẽ luôn được các phu nhân yêu thích. Nhưng Lâm Gia Vi đều từ chối. Cô nói muốn gả vào nhà họ Mục, muốn cưới Mục Đình Kiêu. Lâm Thế Hiển và Phương Văn Huệ nghe thấy đều bị dọa sợ. Nhưng sau nhiều lần suy nghĩ, dường như trong đế đô này, ngoài Mục Gia Gia, không có ai khác xứng với cô con gái ưu tú nhất của họ. Mục Đình Kiêu là thái tử, là thần long thấy đầu không thấy đuôi, ngoài sự nâng đỡ của Mục Lão ra thì không còn gì hết. Nhưng Mục Lão hiện tại cũng chỉ là cái vỏ. 20 năm trước, Mục Kỳ và phu nhân qua đời trong một tai nạn xe, chấn động đế đô, mọi người đều là thế gia, chân tướng thế nào, họ cũng đoán được một phần. Hiện tại, những người có tiềm lực nhất Mục gia là ba con Mục Lý Thần. Lâm Thế Hiền rất lạc quan về Mục Lý Thần, vì vậy khi biết con gái mình muốn gả vào Mục gia, nhất định phải chọn người tốt nhất. Cả ông ta và Phương Văn Huệ đều nhìn chúng Mục Lý Thần. Trong hai năm qua, để Mục Lý Thần và Lâm Gia Thanh có nhiều thời gian bên nhau hơn, công ty chip đã được giao cho một cô cái mới 18 tuổi chưa có kinh nghiệm quản lý. Đây là một khoản đầu tư rất rủi ro. Nhưng họ tin Lâm Gia Thanh sẽ không làm họ thất vọng. Nhưng bây giờ, Lâm Gia Thanh còn chưa chinh phục được mục lý thần, Lâm Nhược Tư, thế thân của Lâm Gia Vi, đã lan giường với hắn, sao Lâm Thế Hiền có thể chịu đựng được. Ông ta đập bàn, trừng mắt, giận dữ hét lên. Cầm miệng, Nhược Tư, mục lý thần không phải mày muốn là được chuyện này coi như chưa từng phát sinh lập tức xóa hết ảnh và video đi tao sẽ coi như chuyện này chưa từng xảy ra lâm thế hiền đập bàn ầm ĩ trong phòng riêng lại càng đặc biệt chói tai những gì ông ta nói khiến lâm nhược tư và tôn thục quân chấn động lâm nhược tư vốn nghĩ lâm thế hiền sẽ đồng ý nhưng còn chưa kịp cao hứng đã bị dội một thau nước lạnh ngay cả tôn thục quân cũng sợ hãi thái độ kiên quyết của lâm thế hiền khiến bà ngạc nhiên ông ta tức giận đứng dậy nói với lâm nhược tư đừng nhắc đến chuyện này nữa nếu mày dám tung tin này ra là mục lý thần muốn mày biến mất lâm gia sẽ không thể bảo vệ mày đâu tao nói thế thôi mày tự cân nhắc đi ông ta nổi cơn thịnh nộ xong quay đầu định rời đi nhìn thấy ông ta sắp ra khỏi phòng lâm nhược tư biết lần sau sẽ không có cơ hội nói cho ông ta biết nữa lúc đó có lẽ lâm gia thanh đã được gả vào nhà họ mục chẳng những cô không có cơ hội mà cả cô và Tôn Thục Quân cũng sẽ bị Lâm Gia Thanh chỉnh đến chít. Cô chỉ có cơ hội này, cơ hội duy nhất để kết hôn với Mục Lý Thần, cô không thể để cơ hội này bị lãng phí. Lâm Nhược Tư đứng dậy, gọi Lâm Thế Hiền lại. Ba, con xin lỗi, con thực sự không muốn nói ra, nhưng lại không nhịn được, con đang mang thai, đứa bé là của Lý Thần, xin hãy giúp con. Lâm Thế Hiền vừa giơ tay định mở cửa, nghe thấy lời của Lâm Nhược Tư liền sững sờ tại chỗ. Ông ta quay phát lại, ánh mắt trông thật đáng sợ. Lâm Nhược Tư có thai. Thực sự đang mang thai. Là cốt nhục của mục lý thần. Đối mặt với vẻ mặt đáng sợ và âm trầm của Lâm Thế Hiền, Lâm Nhược Tư nắm chặt tay thành nắm đấm. Cô nhớ lại thái độ và ánh mắt vừa rồi của Lâm Thế Hiền. Thay vì nói cô là con gái ngoài giá thú, đúng hơn, tác dụng duy nhất của cô chỉ là làm thế thân cho Lâm Gia Vi. Sao cô lại không nhìn ra sự ích kỷ của Lâm Thế Hiền? Trong Lâm gia, cho dù Lâm Thế Hiền có giả vờ giống đến đâu thì thái độ của ông ta đối với Lâm Gia Thanh luôn rất khác. Ông ta thực sự đã coi Lâm Gia Thanh là người thừa kế của mình. Ngay cả khi cô đặt những bức ảnh của cô với Mục Lý Thần trước mặt ông ta, ông ta vẫn yêu cầu cô xóa hết đi, coi như chưa có chuyện gì. Tại sao? Loại phân biệt đối xử này khiến Lâm Nhược Tư đau đớn. Cô không muốn làm thế thân, cũng không muốn sống dưới cái bóng của Lâm Gia Vi. Cả hai đều là con gái không phải chỉ là xuất thân của cô kém hơn một chút thôi sao? Cô có thể chọn nơi mình được sinh ra sao? Chuyện này xảy ra không phải lỗi của Lâm Thế Hiền và Tôn Thục Quân sao? Mà hiện tại, sau 18 năm, cô vẫn luôn phải nhường đường cho Lâm Gia Thanh. Tại sao? Hôm nay, lời nói đã nói ra, ảnh cũng đã được công khai, cô nhất định phải lấy được mục lý thần. Ngay cả khi không thể gả cho hắn cũng không sao. Chỉ cần phá hỏng chuyện của Lâm Gia Thanh, cô cũng coi như thành công thay vì đợi lâm gia vi tìm mục lý thần tiết lộ chuyện mang thai cô sẽ nói ra trước nếu lâm thế hiền dám yêu cầu cô phá theo đêm nay cô sẽ trốn khỏi lâm gia nếu không định cho cô sống cả lâm gia cũng đừng nghĩ có thể sống lâm thế hiền nhìn cô bằng ánh mắt âm trầm loại ánh mắt sắc bén xa lạ này cô chưa từng phải đối mặt người mà cô gọi là ba trước mặt vô cùng xa lạ nhưng lâm nhược tư không hề sợ hãi Người sắp chít một lần rồi, còn gì phải sợ nữa. Trên môi cô nở một nụ cười yếu ớt, cô nói với Lâm Thế Hiền, ba, con biết ba thích Lâm Gia Thành hơn. Đúng, hai người đã ở bên nhau nhiều năm, chị ấy xinh đẹp, thành tích tốt, lại biết dỗ người vui vẻ, ba không có lý do gì để không thích chị ấy. Nhưng ba đừng đi quá xa. 18 năm qua, ba đã bỏ rơi con, tận đến khi cần vật thế thân mới đón con về, ở trong đó, con suýt bị giành chít con không chống cự hay tỏ ra bất mãn, không có nghĩa là con tha thứ cho các người. Lâm Gia Thanh nợ con, nhà họ Lâm nợ con và các người cũng nợ con. Nếu hôm nay ba yêu cầu tôi phá theo, ủng hộ con gái bảo bối kia của ba vào mục gia. Vậy sau này ba đừng hối hận. Chưa biết Mục Lý Thần có yêu Lâm Gia Thanh hay không, nhưng họ ở cạnh nhau đã lâu mà Mục Lý Thần không hề có hứng thú với chị ta. Nếu ba có chút đầu óc thì bỏ Lâm Gia Thanh đi, quay sang ủng hộ con, có đứa nhỏ rồi sẽ là lợi thế lớn nhất. Nghe nói Mục Lão rất quan tâm đến hôn nhân của Mục Lý Thần, anh ấy 27 tuổi nhưng chưa từng có bạn gái. Nếu có một cô gái xuất thân không tồi mang thai con của anh ấy, ba nghĩ xem Mục Lão sẽ có phản ứng thế nào, vợ chồng Mục Huyên sẽ lựa chọn thế nào. Bọn họ sẽ giống ba, đòi xử lý đứa bé sao. Ba, con khuyên ba suy nghĩ cho thật kỹ, bên Lâm Gia Thanh vẫn đang là một cuộc đặt cược lớn, thắng hay thua còn chưa biết đâu. Đương nhiên, phía bên con cũng gọi là đánh cược, nhưng dựa vào thứ trong bụng con, tỷ lệ thắng bên này cao hơn nhiều. Ba là thương nhân, biết cách cân nhắc lợi hại. Con nói thế thôi, ba tự suy nghĩ cho cẩn thận. Nói xong, cô mỉm cười, ngồi xuống dùng bữa một cách tao nhã. Nói đến mức đó, nếu Lâm Thế Hiền thực sự suy nghĩ kỹ, sẽ ngay lập tức hỏi han cô ân cần, quan tâm đầy đủ, Lâm ra phải dựa vào cô mới có thể tiếp cận được mục lý thần. Còn Lâm Gia Thanh, đã bao lâu nay vẫn chưa có tiến triển gì, chẳng nhẽ vẫn tiếp tục đặt hy vọng lên người cô ta sao? Thương nhân là những người thực dụng nhất, ai có thể mang đến lợi ích cho ông ta, ông ta sẽ dùng người đó. Lâm Thế Hiền bất động, Lâm Nhược Tư cũng không quan tâm đến ông ta. Dù sao bên người cô cũng có mấy vệ sĩ của tống tinh thần, mặc thường phục, đang canh giữ ở gần đó. Mạn Phi đang ở trong phòng nhỏ bên cạnh, nghe lén cuộc nói chuyện bên phòng lớn, thầm nghĩ Lâm Nhược Tư cũng là người tàn nhẫn. Trước đây chưa có ai đề cập đến chuyện cô ta mang thai, mà để trấn trụ Lâm Thế Hiền, cô ta đã nói ra hết. Nhưng nhà học mục không dễ lừa, họ sẽ bắt cô ta đi kiểm tra. Một khi xác nhận Lâm Nhược Tư thật sự mang thai đứa con của Mục Lý Thần, họ mới buông tay. Mạn Phi suy nghĩ một chút rồi gửi tin nhắn cho Sở Vân, báo cho Mục Đình Kiêu biết chuyện này để chuẩn bị trước. Mục Đình Kiêu nhận được tin nhắn, cười nhạt rồi nói với Sở Vân, hợp tác như lời cô ấy nói, đảm bảo hôn nhân của Mục Lý Thần diễn ra suôn sẻ. Sở Vân gật đầu, vâng, tôi sẽ làm ngay. Đặt điện thoại xuống, sở vân nghĩ thầm, thái tử nhà hắn thật là đen tôi quá, đi, dám nghĩ đến hãm hẹo mục lý thần bằng cách này. Nhưng liệu mục lý thần sẽ chịu đi vào khuôn khổ sao? Với tính cách của hắn, có lẽ hắn sẽ không cưới một người phụ nữ mình không yêu, cho dù người đó đang mang thai đứa con của mình. Trưa ngày hôm sau, Lâm Thế Hiền lập tức đưa Lâm Nhược Tư ăn mặc chỉnh tề, đến gặp Mục Huyên và Lý Bình Mỹ. Tất nhiên, Lâm Thế Hiền phải tốn rất nhiều công sức mới có thể hẹn được Mục Huyên và Lý Bình Mỹ. Ông ta thử gọi điện, nhưng người ta đâu thèm nghe. Cuối cùng, thư ký nghĩ ra cách, gửi ảnh của Mục Lý Thần và Lâm Nhược Tư vào hộp thư cá nhân của Lý Bình Mỹ, đối phương mới gọi lại. Địa điểm gặp mặt là nhà hàng Hương Tuyết. Lâm Nhược Tư và Lâm Thế Hiền đến trước, đợi nửa giờ, Mục Huyên và Lý Bình Mỹ mới đến. Có thể thấy, họ không để Lâm ra vào mắt. Hiện tại có rất nhiều cô gái trẻ xuất thân từ các gia đình quý tộc muốn kết hôn với Mục Lý Thần. Lý Bình Mỹ có yêu cầu rất cao về xuất thân, kiến thức, xuất thân và tính cách. Lâm Gia Vi từng có tiền án, bà không xem trọng người này, nhìn cô với ánh mắt lãnh đạm. Mục Huyên lại không làm hai bên mất mặt, nhưng cũng không nhiệt tình với Lâm Thế Hiền, chỉ gật đầu rồi ngồi xuống. Hai người họ đến đây là để xử lý những bức ảnh mà Lâm Thế Hiền gửi, nên không nói gì với Mục Lý Thần cả hai đều biết Lý Thần là người như thế nào. Hắn từ nhỏ đã được phụ nữ vây quanh, nhưng lớn như vậy rồi vẫn chưa từng có bạn gái, bạn nữ quan hệ tốt một chút cũng không có. Nói chung, sinh hoạt cá nhân của hắn khá hạn chế. Làm sao con gái nhà họ Lâm lại có được những bức ảnh thân mật thế này? Nhưng chỉ là mấy tấm ảnh ghép mà muốn vào mục ra sao? Đối với loại phụ nữ này, Lý Bình Mỹ hoàn toàn coi thường, nên trước khi đến cũng không thông báo cho Mục Lý Thần. Lâm Thế Hiền nhìn thấy có người đến, lập tức yêu cầu người phục vụ bưng đồ ăn lên, nhiệt tình chào hỏi Mục Huyên và Lý Bình Mỹ. Lâm Nhược Tư mang theo nụ cười trên mặt, nghiêm túc ngồi đối diện Lý Bình Mỹ và Mục Huyên, cười nói, con chào chú, con chào gì. Lý Bình Mỹ nước da trắng ngần, khuôn mặt không có mấy nếp nhăn, trông như mới khoảng 30 tuổi, mặc bộ vest trắng, đeo túi hơ mạch bạch kim phiên bản giới hạn, thanh lịch cao quý, cực kỳ hợp mốt. Bà trang điểm nhẹ nhàng, khuôn mặt hơi hao hao mục lý thần, nhẹ nhàng cười. Không cần khách sáo như vậy. Hôm nay chúng tôi đến đây vì những bức ảnh. Tôi không biết Lý Thần sao lên giường với cô, nhưng tôi biết tính tình của đứa nhỏ Lý Thần này. Nó sẽ không tùy tiện lên giường với phụ nữ, ảnh này chắc hẳn là ảnh ghép. Gia Vi, nghe nói trước đây danh tiếng của cô không tồi, nhưng kể từ lễ kỷ niệm đế đại, mọi chuyện đã thay đổi. Cô thèm muốn Lý Thần tôi có thể hiểu, nhưng dùng ảnh ghép để bôi nhọ Lý Thần của chúng tôi là không được. Lâm gia dù sao cũng là một thế gia, không ngờ giờ lại suy sụp đến mức dùng đàn bà để vực dậy, đến cả thủ đoạn ghép ảnh ti tiện này mà cũng dùng đến. Sắc mặt của Lâm Nhược Tư và Lâm Thế Hiền đều trở nên khó coi. Thủ đoạn đúng là không cao minh, nhưng trong chuyện này, dù sao Lâm Nhược Tư vẫn là người bị thiệt, bị mục lý thần khi dễ, còn để lại hậu quả. Hôm nay họ gọi thông gia đến để tra đổi, mà lại bị lăng nhục thế này. Lâm Thế Hiền trước đây trong thương trường cũng là người được người ta tung hô, giờ ở trong hoàn cảnh này tất nhiên là không thể dễ chịu đúng là lâm thế hiền chấm mục lý thần làm con rể muốn bám vào mục gia nhưng cũng không đến mức không biết xấu hổ như vậy nhà họ lâm dù sao cũng là một thế gia sao làm được những chuyện như dùng ảnh ghép để ăn vạ lời nói của lý bình mỹ khiến lâm thế hiền rất không vui nhìn thấy lâm thế hiền tức giận đến đỏ mặt tía tai lâm nhược tư không hề tức giận mà mỉm cười dịu dàng chú gì chuyện là thế này nếu chỉ là chuyện một đêm của con và mục lý thần tiên sinh, thật sự là không đến mức phải gọi hai người ra thế này. Vậy ý cô là, không chỉ một đêm thôi à? Lý Bình Mỹ ánh mắt lạnh xuống, kiêu ngạo cùng chắn ghét liếc nhìn cô, cô muốn bao nhiêu tiền, muốn lấy được lợi ích gì từ mục ra. Lý Bình Mỹ thực sự không hề khách khí. Tất nhiên rồi, bà đang rất tức giận. Lý Thần là người thế nào, người làm mẹ như bà biết rõ nhất. Từ cấp 2 cho đến khi trưởng thành, xung quanh mục lý thần chưa bao giờ có phụ nữ. Gia đình cũng không gây áp lực gì cho hắn, bà và chồng cũng nói qua, nếu lý thần thích cô gái nào ở bên ngoài, chỉ cần người đó nhân phẩm tốt, tình cảm tốt, cho dù xuất thân có kém một chút cũng không sao. Lâm Gia Vi, tiểu thư này, ra thế quả thực xứng với lý thần. Nhưng Lý Bình Mỹ thực sự không thích người này. Là bạn cùng lớp với tống tinh thần, mà thành tích hiện tại của cô lại thua kém tống tinh thần rất nhiều. Mặc dù gia thế của Tống Tinh Thần hơi thua kém Lâm Gia Vi nhưng cô ấy thông minh và có năng lực, có công ty riêng, triển vọng phát triển của công ty rất lớn. Nếu Tống Tinh Thần và Lý Thần ở bên nhau, bà sẽ không bao giờ phản đối. Tống Tinh Thần là người có thể giúp đỡ Lý Thần trong sự nghiệp, còn Lâm Gia Vi này thực sự chỉ muốn bám vào Lý Thần của họ. Lý Bình Mỹ tuyệt đối không thể đồng ý. Lý Thần đã có tình một đêm với cô ta, thậm chí không chỉ là một đêm, chuyện này tin được sao? Nếu Lý Thần thực sự thích cô ta, hắn đã nói với gia đình từ lâu rồi, sao phải đợi người phụ nữ này dùng thủ đoạn hèn hạ đến lật bài ngửa với họ. Lý Bình Mỹ thật sự coi thường vị thiên kim này. Thái độ hống hách của Lý Bình Mỹ lại khiến bầu không khí trên bàn ăn trở nên khó xử. Mục Huyên liếc nhìn Lâm Gia Vi, mỉm cười nói, Lâm Tiểu Thư, những gì vợ tôi nói có thể hơi thẳng thắn, hơi khó nghe. Nhưng nếu Lý Thần thực sự thích cô, nó đã đề cập với chúng tôi rồi. Nhưng nó chưa từng nói đến cô nửa chữ, có phải có hiểu lầm gì ở đây không? Tất nhiên, chúng tôi biết chuyện cổ phiếu của Lâm thị giảm mạnh. Nếu Lâm thị gặp khó khăn gì, tôi nghĩ Lý Thần sẵn sàng giúp đỡ. Suy cho cùng, hai bên cũng đang hợp tác phát triển một công ty chip. Lâm Thế Hiền nghe những lời này, cảm giác bị xúc phạm. Nếu Lâm Nhược Tư không có thai, ông phải ra mặt trước hai người này sao? Nhà họ Lâm quả thực không còn tốt như trước, nhưng không có nghĩa là nhà họ Mục được tùy ý vũ nhục họ. Được rồi, nếu hai vị đã nói như vậy, chuyện này không cần tiếp tục nói nữa. Gia Vi, chúng ta đi thôi. Lâm Nhược Tư không muốn rời đi, nhưng cô biết mình ở lại cũng vô ích. Giá trị tồn tại lớn nhất của cô là dựa vào Lâm gia. Hai người trước mặt coi thường nhà họ Lâm, sau này cũng sẽ coi thường cô. Nhưng mà nếu cứ thế mà rời đi. Lâm Nhược Tư khẽ mỉm cười, thật xin lỗi, hai vị bận thế mà chúng con vẫn cố hẹn ra ngoài. Còn về phần ảnh chụp có phải là thật không, hai vị trưởng bối có thể tìm chuyên gia để xác minh. Ở đây còn có cả video. Lâm Thế Hiền đứng dậy, có chút khó chịu, không muốn lãng phí thời gian với vợ chồng Mục Huyên. Gia Vi, không phải cả thế giới này chỉ có Mục Gia. Đi thôi. Lâm Nhược Tư không ở lại, đứng lên cầm túi sách của mình, nhân tiện, đứa bé trong bụng, con sẽ tự mình xử lý, sẽ không làm phiền nhà họ Mục, cố gắng không gây chỉ trích gì cho nhà họ Mục. Nói xong, nụ cười của cô trở nên lạnh lùng, cô quay người rời đi cả hai người nhà họ mục đều thay đổi sắc mặt đứa bé nào cơ lâm gia vi có thai đứa trẻ đó là của mục lý thần nếu chỉ là tình một đêm thì không có vấn đề gì nhưng nếu cô ta có thai chuyện này đã không còn chuyện nhỏ con gái nhà họ lâm nói sẽ xử lý tốt không làm phiền nhà họ mục nghĩa là sao sẽ tự xử lý nó sao hay là tự sinh ra dù là phá theo hay sinh ra dứa nhỏ vẫn là cốt nhục của nhà họ mục cô ta lấy quyền gì mà tự xử lý lý bình mỹ tức giận nói ý cô là gì cô đang mang thai đứa trẻ là của lý thần nhà chúng tôi lâm nhật tư phớt lờ bà ta mỉm cười và gật đầu lịch sự bước ra ngoài quay người đi theo lâm thế hiền chờ một chút lâm gia vi nói cho rõ ràng lâm nhật tư bề ngoài bình tĩnh mỉm cười nhưng thực ra trong lòng đang hoảng sợ nếu như mục gia không quan tâm đến đứa bé trong bụng cô để cô tùy ý xử lý vậy cuộc gặp mặt hôm nay sẽ không có tác dụng cô ta nói dối đến thế này cũng không thể vào mục gia vậy lâm gia thanh cũng sẽ không thể thật đáng tiếc nhưng chỉ cần làm hỏng chuyện của lâm gia thanh chuyến đi của cô coi như cũng đáng giá lâm nhược tư và lâm thế hiền đi được vài bước mục huyên cuối cùng cũng bước tới chặn họ lại lặn lộn trong thương giới nhiều năm thái độ của ông ta khiêm tốn hơn lý bình mỹ rất nhiều thật xin lỗi, vợ tôi tính khí thất thường, đã xúc phạm đến Lâm Tiên Sinh và cô Lâm đây. Hai người chưa ăn cơm, không bằng không ngồi xuống nói chuyện trước đi. Tôi mời hai người bữa cơm này. Lâm Tiểu Thư thích ăn gì cứ gọi, hai vị thấy sao? Ông ta thái độ khiêm tốn, mặt mang nụ cười, lời nói dễ nghe, nhưng Lâm Thế Hiển không trả lời ông ta, mà quay sang hỏi Lâm Nhược Tư. Gia Vi, chuyện này có liên quan đến con, con tự đưa ra quyết định đi. Lâm Nhược Tư nhẹ cười, giọng nói ôn hòa, từ chối Mục Huyên, chú Mục, chú không cần khách khí như vậy, nếu hai người đã không thích con, con nên đi thì hơn. Mục Huyên hơi giật mình. Trước khi đến đây, họ còn tưởng Lâm Tiểu Thư muốn thấy người sang bắt quàng làm họ. Chuyện này họ không phải mới gặp lần một lần hai, đã có mấy Tiểu Thư thế ra cầm những bức ảnh như thật đến tố cáo với họ. Kết quả, kiểm tra ra là chẳng có gì cả. Người đàn ông trong ảnh là bị ghép vào, hoặc là một nam người mẫu chuyên nghiệp trông giống mục lý thần mà thôi. Có những bài học đó, thái độ của Lý Bình Mỹ với Lâm Nhược Tư rất không tốt. Bà cũng rất ghét những thiên kim tiểu thư không từ thủ đoạn mà muốn gả cho mục lý thần. Nhưng chưa ai dám nói mang trong mình giọt máu của nhà họ mục. Người này nói mang thai, rồi lại rời đi quyết tuyệt, nói mình có thể tự xử lý, hoàn toàn không giống với những người muốn trèo vào mục ra trước đây. Có thể Lâm tiểu thư này thực sự mang thai. Dù chỉ có một phần mười cơ hội, bà cũng sẽ không để con cháu Mục ra lưu lạc bên ngoài. Lý Bình Mỹ đi tới, thái độ của hoàn toàn khác so với trước đó, mỉm cười hiền lành, ngay cả giọng nói cũng trở nên ôn hòa. Gia Vi, chuyện này gì không biết nội tình, nên hồi nãy nói chuyện có hơi lớn giọng. Con nói con mang đứa con của Lý Thần, chuyện này không được nói bậy, chưa nói sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Lý Thần, đối với con cũng không tốt đâu, con mới 18 tuổi thôi. Lâm Thế hiền và Lâm Nhược Tư nhìn nhau, quả nhiên thái độ của vợ chồng Mục Huyên hoàn toàn thay đổi. Cặp vợ chồng này khá thực tế. Thấy Lâm Nhược Tư không trả lời, Lý Bình Mỹ nắm lấy tay cô, vỗ vỗ, cười nói, đứa nhỏ này vẫn còn giận dỗi à. Vừa rồi thái độ của dì không được tốt, nhưng người chạy đến nói có tình một đêm với Lý Thần không ít, không phải là do gì bị họ lừa đến phiền sao. Lý Thần vẫn luôn bận rộn, cách giải quyết của nó khác với chúng ta. Lần trước, con gái nhà họ Trương nhân lúc nghỉ trưa mà leo lên giường trong phòng khách của nó liền bị nó đưa đến châu phi giờ vẫn chưa được về nghe nói nó ở bên kia bị lây bệnh gần như phát điên rồi gia vi đừng trách gì nhiều chuyện gì làm thế này cũng là vì con thôi nếu để lý thần biết trước không biết nó sẽ dùng thủ đoạn gì đối phó con lâm nhược tư cười nhẹ vẻ mặt ngoan ngoãn con biết gì làm vậy là vì con nhưng vừa rồi thực sự con đã bị tổn thương hai đều là do gì nói hơi nặng lời Lý Bình Mỹ kéo Lâm Nhược Tư đến chỗ ngồi của bà, ân cần hỏi: Nhân tiện, con nói con có phát sinh chuyện kia với Lý Thần. Ngoài hình ảnh, còn có một đoạn video đúng không? Con có thể cho gì xem không? Cũng không phải là video hở hang gì. Lâm Nhược Tư lấy điện thoại ra, nhấp vào video và chiếu nó trước mắt Lý Bình Mỹ. Hai người quả thực đang nằm cùng nhau. Mục Lý Thần trần trụi từ thắt lưng trở lên, Lâm Nhược Tư nằm bên cạnh ôm nhau ngủ. Lúc này, điện thoại của Mục Huyên vang lên. Ông ta cầm điện thoại ra khỏi phòng nghe. Lý Bình Mỹ lại trợn mắt hỏi, "Con nói con có thai, đây không phải chuyện nhỏ, con đã đi bệnh viện kiểm tra chưa? Bác sĩ nói thế nào?" Lâm Nhược Tư lấy giấy khám bệnh của bệnh viện ra, đưa cho Lý Bình Mỹ, "Mấy ngày trước con mới đi khám, con cũng không tin. Nhưng bác sĩ lại nói với con là con có thai, xử lý thế nào, nên chuẩn bị trước." Lý Bình Mỹ nhìn thấy tem của bệnh viện, là giấy khám bệnh tại một bệnh viện của Mục thị. Mang cốt nhục của nhà họ Mục không phải là chuyện nhỏ, thân phận của con gái nhà họ Lâm đối với Lý Thần cũng coi như là xứng đôi. Nhưng chuyện giữa cô và Tống Tinh Thần lại khiến Lý Bình Mỹ rất không vui. Nếu được lựa chọn, ai sẽ chọn một người từng ngồi tò chứ? Nhưng bây giờ không còn lựa chọn nào khác, Lý Thần chưa bao giờ có bạn gái và cũng chưa bao giờ đưa phụ nữ về nhà. Hắn đã 27 tuổi rồi, không còn trẻ nữa, anh em cùng tuổi trong gia tộc đã kết hôn, có con hết rồi. Bà và Mục Huyên rất lo lắng, Nửa năm nay, ngay cả Mục Lão cũng thường xuyên gọi điện hỏi thăm. Mục Bình Kiêu 21 tuổi đã có bạn gái. So sánh một chút, hôn sự của Mục Lý Thần thực sự làm người khác phải lo lắng. Lúc này, cửa mở, Mục Huyên bước vào, liếc nhìn Lý Bình Mỹ. Ý nghĩa của ánh mắt đó là quả thực là Mục Lý Thần và Lâm Gia Vi đã từng qua đêm. Mục Huyên tin hai người này có thể là thật, nhưng vẫn còn rất nhiều chi tiết cần xác minh. Đứa trẻ này thực sự là người nhà họ Mục sao có thai từ lúc nào thời gian trước lâm gia vi vẫn đang ở tò sao có thể xuất hiện trên giường của mục lý thần lý bình mỹ lại nghĩ nếu cô đã dám đến bệnh viện của mục thị để kiểm tra chuyện này đến tám phần là đúng lâm thế hiền rất bình tĩnh con của lâm nhược tư thực sự là của mục lý thần ông ta không sợ họ kiểm tra mà chỉ cảnh báo họ mục lý thần đã không còn trẻ nữa đã đến tuổi kết hôn rồi các vị hẳn là đã sắp xếp không ít buổi xem mắt với con gái thế gia cậu ta chắc chắn hoặc là không đi, hoặc là tức giận dọa con gái nhà người ta bỏ chạy, 27 tuổi mà chưa có bạn gái, hẳn là có lý do. Trong một bữa tiệc tối nọ, tôi nghe có người nói rằng Mục Lý Thần thích tống tinh thần. Mối quan hệ giữa Tống Tiểu Thư và Mục Đình Kiêu đều được mọi người trong giới biết đến, hai người họ cũng đã đính hôn. Con gái Gia Vi của tôi trong mắt hai người có thể không tốt bằng Tống Tinh Thần, nhưng nhà họ Lâm chúng tôi cũng là gia đình có máu mặt, sẽ không đi xin sỏ Mục ra. Đứa nhỏ này, tôi sẽ khuyên nón xử lý. Ăn cơm trước cảnh không phải là việc vinh quang gì, lâm ra chúng tôi cũng cần thể diện. Sở dĩ tôi nói với hai người là vì Gia Vi cho rằng ba của đứa trẻ này là mục lý thần, hai người có quyền được biết. Tôi sẽ không thể để con gái tôi cưới người cạnh tranh với anh họ chỉ vì một người phụ nữ, quả thật là đáng chê cười. Sắc mặt vợ chồng Mục Huyên lập tức trở nên khó coi. Họ đã nghe nói về thái độ của Mục Lý Thần đối với Tống Tinh Thần, đã cố gắng thuyết phục Lý Thần nhiều lần, nhưng hắn không nghe, còn bảo bọn họ không cần lo. Thành thật mà nói, trước mặt Mục Lý Thần, vợ chồng Mục Huyên căn bản không có quyền lên tiếng. Vì vậy, dù biết chuyện này, nhưng họ không thể nào khuyên bảo. Bây giờ chuyện Mục Lý Thần và Mục Đình Kiêu tranh giành một người phụ nữ đã được truyền đi khắp giới. Giờ đến cả nhà họ Lâm mà họ coi thường cũng dám nhắc đến chuyện này. Lâm Gia Vi ăn cơm trước cảnh đã khó nghe rồi, nhưng chuyện Mục Lý Thần và anh họ tranh giành phụ nữ càng khó nghe hơn. Lúc này sắc mặt của mục huyền và lý mỹ bình đều đờ đẫn lâm thế hiền nói các vị xem có cần giữ lại đứa trẻ này không nếu giữ tôi sẽ không để con gái tôi tự sinh con đứa trẻ sinh ra sẽ danh không chính ngôn không thuận nhưng nếu muốn bỏ phải gọi mục lý thần đi cùng con gái tôi đã hy sinh đến mức này rồi trước đó lăn lộn là hai đứa cùng làm giờ mọi rủi ro đều là con gái tôi gánh vác tôi không đồng ý ngụ ý là chuyện đứa bé này nhất định phải cho lâm ra bọn họ một câu trả lời thỏa đáng lâm gia vi nhất định phải gả cho mục lý thần để đứa bé này được sinh ra một cách hợp pháp cho dù có bỏ mục lý thần cũng phải đi cùng lâm gia vi là người chịu thiệt nếu có tin đồn gì ở bên ngoài mọi người đều sẽ mất mặt mục huyên cười nói yên tâm chúng tôi sao có thể để cho gia vi phá theo được chỉ là sự tình không nhỏ chúng tôi phải bàn bạc lại bàn đi bàn lại bụng lớn rồi muốn bỏ cũng không được. Vậy đi, trước chiều mai hai người hãy cho tôi câu trả lời. Lâm Thế Hiền đứng dậy, không định cho họ cơ hội từ chối. Ông nhìn đồng hồ, đã một giờ trôi qua, chuẩn bị rời đi. Gia Vi, muộn rồi, chúng ta về trước đi. Gia Vi mỉm cười đưa báo cáo xét nghiệm của bệnh viện cho Mục Huyên. Chú, gì, con về nghỉ ngơi trước, hai vị từ từ ăn cơm, tạm biệt. Nói xong, Lâm Thế Hiền và Lâm Gia Vi rời khỏi phòng. Mục Huyên và Lý Bình Mỹ đứng dậy định tiễn họ, nhưng Lâm Thế Hiền từ chối, nói rằng vệ sĩ ở tầng dưới, không cần khách khí. Cánh cửa vừa đóng lại, họ nóng lòng bắt đầu gọi điện thoại. Lý Bình Mỹ nhanh chóng chạy đến khoa phụ sản của bệnh viện Mục Thị. Ở đó, họ can đoan Lâm Gia Vi thực sự đã mang thai được 7 tuần, hơn một tháng. Mục Huyên gọi điện cho Mục Lý Thần, nhưng không liên lạc được, đành phải gọi trợ lý của hắn là A Nghị. Câu trả lời của A Nghị rất mơ hồ, hàng năm thời gian mục lý thần ở khách sạn rất nhiều thời gian lại cách quá xa hắn không thể nhớ được mục lý thần có chung phòng với người phụ nữ nào không hắn không biết hắn không can thiệp vào đời tư của ông chủ trong thang máy lâm nhược tư vẫn có chút lo lắng mục tiêu ban đầu của cô chỉ là tiêu diệt lâm gia vi nhưng mọi chuyện đến nước này cô lại có một ý tưởng táo bạo hơn cô phải gả cho mục lý thần vừa rồi sau khi ba cô đàm phán Thái độ của hai vợ chồng kia thay đổi rất rõ ràng, chuyện gả cho Mục Lý Thần cũng không phải là không thể. Lâm Thế Hiền là một tay lõi đời trên thương trường, đàm phán sẽ không rơi vào thế hạ phong, sẽ tranh thủ được những lợi thế lớn nhất cho Lâm Nhược Tư. Dù là bỏ hay sinh ra, Mục Lý Thần đừng mong có thể đứng ngoài cuộc. Nhìn thấy Lâm Nhược Tư khẩn trương, Lâm Thế Hiền an ủi, Mục Gia có thể sẽ không đòi bỏ đâu, yên tâm đi. Xem tuổi tác của MLMT, đến 6 phần Mục Gia sẽ để đứa nhỏ này ra đời. Lâm Nhược Tư nói: "Ba, sinh con cũng vô ích, con phải gả cho hắn." "Bằng không, như ba nói, danh không chính ngôn không thuận, nhà chúng ta cũng mất hết mặt mũi." Lâm Thế Hiền cau mày, "Ba biết, trước khi nhà họ Mục quyết định chuyện này, đừng nói cho người khác biết, đặc biệt là gì của con và Gia Thanh, biết chưa?" Lâm Nhược Tư cười nói, "Con hiểu, cảm ơn ba. Nếu không có ba, hôm nay con đã không thể thương lượng với Mục gia. Con là con gái của ba." sao ba có thể bạc đãi con được? Lâm Thế Hiền đẩy đẩy gọng kính vàng của mình. Ông ta và Phương Văn Huệ vẫn luôn bồi dưỡng Lâm Gia Thanh, nhưng giờ xem lại, có vẻ là đã đi sai sướng rồi. Lâm Nhược Tư cũng không hề thua kém Lâm Gia Thanh, nếu có thể vào mục gia, tương lai sẽ có ích hơn Lâm Gia Thanh nhiều. Từ giờ trở đi, ông phải đối xử tốt với cô ấy mới được. Bước ra khỏi thang máy, Lâm Thế Hiền lập tức sắp xếp cho một thợ kim hoàn và một nhà tạo mẫu thời trang chuẩn bị trang sức và quần áo cao cấp cho Lâm Nhược Tư. Từ giờ trở đi, cô là mặt mũi của nhà họ Lâm, đãi ngộ không thể kém như trước được. Lâm Nhược Tư nhìn thấy Lâm Thế Hiền gọi điện thoại, mỉm cười gửi tin nhắn cho Tống Tinh Thần, kể cho Tống Tinh Thần về cuộc gặp gỡ của cô với vợ chồng Mục Huyên. Tinh Thần nhận được tin nhắn của Lâm Nhược Tư lúc vẫn đang ăn tối. Mục Bình kêu cùng lão ra đi ăn tối với mấy lão chiến hữu còn tinh thần ăn ở căng tin công ty hiện tại trong phòng ăn riêng của cô cả kiều diệp cảnh thân hành và lục an ninh cũng chen vào bữa tối rất thịnh soạn được bố trí dựa trên sở thích của cô dù sao một mình cô cũng không ăn hết gọi thêm vài người nữa cũng không vấn đề gì anh đàm chỉ có thể nói mấy câu cua gạch là của tống tiểu thư các cô các cậu ăn ít chút đi cảnh thân hành không quan tâm anh đàm vừa nói xong hắn nhanh tay gắp thêm hai con cố ý đối đầu với anh anh đàm cạn lời chỉ biết nhờ bếp nấu thêm một đĩa nữa nhìn thấy tin nhắn tinh thần mỉm cười mọi chuyện đang diễn ra khá suôn sẻ theo những gì lâm nhược tư nói mục lý thần có lẽ sẽ cưới lâm nhược tư lâm gia thanh biết chuyện này sẽ làm thế nào tinh thần thật mong chờ kiều diệp vươn đầu đọc tin nhắn của cô nhưng tống tinh thần đã xóa mất hắn không kịp nhìn gì Cảnh thân hành vẫn không chịu nổi kiều diệp, anh chỉ là người gác cổng, sao lại không biết xấu hổ đến đây ăn chung bàn với bà chủ và quản lý cấp cao. Kiều diệp mặt dày nói, bà chủ còn không nói gì, cậu chỉ là một công nhân của bộ phận nghiên cứu phát triển, có tư cách gì mà nói chuyện. Cảnh thân hành đen mặt. Người miệng lưỡi sắc bén như hắn lại chẳng thể đấu lại kiều diệp. Tinh thần nhìn thấy, cười nói, được rồi, đều là bạn cùng lớp, đừng nhiều quy tắc thế, ăn cơm trước đi, tối nay không được tăng ca. Cảnh thân hành, cậu đưa An Ninh về nhé. Mặc dù An Ninh đã chính thức trở lại công ty làm việc, nhưng dường như vẫn có rào cản cưới cảnh Thần hành. Mọi liên lạc giữa họ đều là công việc, thảo luận trên bàn ăn cũng đều là vấn đề công chiếu video trên mạng. Họ đã không còn thân thiết như trước nữa. An Ninh ngồi bên cạnh tinh thần, cô có thể cảm nhận được giữa hai người có chút xấu hổ. Cảnh thân hành nhíu mày ăn xong bữa cơm, tâm tình không tốt, đôi khi sẽ nói với Kiều Diệp vài câu. Kiều Diệp không thèm nể mặt hắn, sẽ lập tức đốt chát lại. Có Kiều Diệp, không khí trên bàn ăn cũng không đến nỗi tẻ nhạt. Sau khi bữa ăn kết thúc, trở về ký túc xá, Mạn Phi gọi điện đến, nói khách sạn nơi tổ chức bữa tối triển lãm khoa học và công nghệ đang bị điều tra. Sau đó người gác cửa của bệnh viện tâm thần bị thẩm vấn, viện trưởng Đích Thân gọi điện hỏi thăm. Ngay cả luật sư Lý Minh cũng nhận được cuộc gọi từ Mục Huyên. Mục gia đã bắt đầu điều tra tính xác thực của vấn đề này tất cả đều là sự thật, căn bản không cần sợ. Cũng tức là Mục Gia đã bắt đầu nghiêm túc cân nhắc việc kết hôn với Lâm Gia, nếu không sẽ không gióng chống khua chiêng điều tra như vậy. Trước khi cúp điện thoại, câu cuối cùng của Mạn Phi là Mục Lý Thần đang đi công tác ở phía Nam, còn chưa biết chuyện này. Rất tốt, Mục Lý Thần vẫn chưa biết chuyện, nếu hắn biết, nhất định sẽ ngăn cản, không vui chút nào. Đêm đó, tinh thần nghỉ lại ký túc xá. Mục Bình Kiêu và Lão Gia ở khách sạn đối diện, Ngày hôm sau là một ngày yên tĩnh, không có cuộc gọi nào của Mạn Phi, cũng không có tin nhắn của Lâm Nhược Tư. Tuy nhiên, người theo dõi Lâm Gia Thanh lại truyền tin đến, nói dạo này cô ta rất quan tâm đến hành tung của Mục Lý Thần, chuẩn bị ngả bài với hắn. Tinh thần nói với hắn, dù thế nào đi chăng nữa, nhất định phải kéo dài thời gian đến đại thọ 75 tuổi của Mục Lão. Người nọ trả lời rằng hai ngày qua Mục Lý Thần rất bận rộn, lịch trình dày đặc, sẽ không có thời gian để ý đến cô ta. Rất tốt, thật đúng lúc, quả thực là thiên thời địa lợi nhân hòa. Điều ác độc hơn nữa là Mục Đình Kiêu đã tiết lộ chuyện này với Mục Lão. Buổi sáng, Mục Lão định đến thăm các lão chiến hữu ở xa đến chờ ở khách sạn, xe cũng đã sắp xếp xong, chỉ đợi xác nhận lại danh sách. Nhưng không biết tại sao, quản gia đứng sau lưng ông, hình như có chuyện gì, rất khó xử. Mục Lão nhìn thấy liền tháo kính đọc sách xuống hỏi, có chuyện gì vậy? Có chuyện cứ nói. Quản gia kể cho mục lão nghe về mục lý thần và lâm tiểu thư. Mục lão không thể tin nổi. Tại sao? Mục lý thần kiên trì muốn kết hôn với tống tinh thần như vậy, giờ lại có tin hắn ngủ với lâm tiểu thư, còn có một đứa con, không phải là quá vô nghĩa sao? Nếu vậy, mọi người cãi nhau vì tống tinh thần lâu như vậy, chẳng phải đều là trò cười sao? Hiện tại, trong giới thượng lưu vẫn còn có tin đồn hắn thích tống tinh thần, đang chuẩn bị tranh giành tống tinh thần với anh họ chuyện này không vẻ vang gì nhưng con cháu đều đã lớn ông quản không nổi sau đó quản ra cho mục lão xem ảnh video và bằng chứng hai người vào khách sạn cuối cùng còn nói đứa nhỏ đã được hơn một tháng gần hai tháng rồi mục lão trầm mặc suy nghĩ hồi lâu cuối cùng ông cũng mở miệng lâm ra nói thế nào phá hay để đều được nhưng nếu để thì phải kết hôn mục huyên và lý bình mỹ thì sao dù sao đó cũng là con đầu lòng của mục lý thần thiếu gia sao có thể để đứa nhỏ lưu lạc bên ngoài được mục lão vẻ mặt nghiêm túc lỡ như lý thần không chịu kết hôn thì sao lần này quản gia không biết nói sao bởi vì khi ông biết chuyện này mục huyên và lý bình mỹ đều chưa tính đến chuyện mục lý thần không đồng ý vợ chồng mục huyên đều muốn mục lý thần kết hôn mục lão hiểu rõ họ không muốn mục lý thần tranh giành tống tinh thần với mục đình kiêu nên mới đồng ý chuyện này nhưng liệu mục lý thần có chấp nhận buông bỏ tống tinh thần mà cưới lâm tiểu thư không